chương 91. 91 mạo hiểm thời khắc. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Này tam chỉ, có một chỉ vượt lên trước cấp 19 lần, mặt khác hai một 15 bội, một 13 bội. Một hồi ta sẽ bảo khởi tiêu diệt cái kia yếu nhất, người đối chiến một 15 bội, thế nào? U U lời cơ hồ là ra lệnh. U U biết năm đó ở nơi đó cũng giống như mình có kỳ ngộ, đạt được phi đao bình yên sức chiến đấu là nơi đây duy nhất có thể dựa vào thượng. Ta phi đao còn chưa có nắm giữ hảo, chỉ có thể thử một lần. Bình yên thẳng thắng đạo. Rất tốt, này là đủ rồi, ngươi chỉ cần kiên trì đến ta đem kia chỉ gấp 19 lần tiêu diệt là được rồi." U u lạnh lùng nói. "U u, ta giúp ngươi." Tu Kiệt mặc dù biết chính mình nhất định là tống thái, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình như vậy liều mạng mà chính mình lại thờ ơ đi. Lúc này Tu Kiệt cũng biểu hiện ra chính mình kiên nghị một mặt. Không cần, một hồi, các ngươi canh giữ hảo chính mình là được rồi, nếu như có thể giúp ban bình yên đi. U u ánh mắt sắc bén. Ở tam con sư tử có phát động công kích tiền một khắc, tiên hạ thủ vi cường. Hướng phía cường đại nhất sư tử liền nhào tới, sư tử trong mắt xuất hiện trêu tức thần sắc giống như là cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống một cái con kiến hôi bàn, vậy mà, đem nguyên bản muốn động tứ chi bỏ xuống, tỉnh tỉnh đứng ở tại chỗ chờ u u, đây là nghiêm trọng khiêu khích. Nhưng cự sư không nghĩ đến chính là, u u vậy mà ở nhằm phía hắn bán trên đường, chuyển một công nhi, hướng phía chính mình tam đệ, cũng chính là yếu nhất cự sư vọt tới. Chưa từng có nhiều sặc sở, u u đối cự sư đích thân chắc chính là một cước, lợi dụng đối phương đứng không vững trong nháy mắt liền hướng phía cự sư bởi vì thân thể không thăng bằng khẽ nhất dưới cổ duy nhất uy hiếp hung hăng tới một đao, động tác kia mau ngoan chuẩn, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên làm. Một tiếng gào thét qua đi, cự sư ngã xuống đất, co quắp mấy cái, liền không động đậy được nữa. Lớn nhất cự sư thấy tình trạng đó, một tiếng rít gào liền hồng hai mắt hướng phía u u vọt tới. Mà một khác chỉ cự sư cũng trống giận xông về u u nhưng ở nửa đường thượng bị đã sớm chăm chú nhìn hắn bình yên cấp chặn đứng. Cự sư phẫn nộ rồi, một dẫm lên liền đem bình yên lật ngược ra, bình yên ngã xuống đất thổ huyết, lại là cắn răng lại lần nữa đứng lên, nàng phải ngăn cản đầu này cự sư, nếu không u u liền nguy hiểm, mà một khi u u ra sự, bọn họ ở đây tất cả mọi người hội có nguy hiểm, mọi người thấy tình trạng đó kinh hãi, cũng dơ lên trong tay mình súng tự động, hướng phía cự sư bắn phá, mặc dù bắn không trúng, nhưng quái rầy hạ vẫn là có thể bình yên đem chính bình thiếp ở lòng bàn tay phi đao nhắm ngay cự sư liền bay ra ngoài phi đao như là có linh tính bàn chăm chú truy ở cự sư phía sau bất luận cự sư tốc độ mau nữa hoặc là dời đi góc độ lại xảo quyệt bất quá phi đao cũng là có chỗ thiếu hụt một khi thời gian quá dài liền hội lại lần nữa trở lại bình yên trong tay mà bình yên dùng một lần liền hội ánh mắt ảm đạm một phân dùng chính mình nghị lực điều khiển phi đao đó là rất phế tinh thần mặc dù là bình yên cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục như vậy nhưng bây giờ là không thể không như vậy nếu không một khi nhượng cự sư gần người hoặc là rảnh rỗi bọn họ đám người kia liền muốn xong đời một màn này cũng làm cho ở đây mọi người nhìn thấy trong lòng kinh ngạc với phi đao thần kỳ đồng thời cũng có chút ý kiến tỉ như hà ưu toàn cũng rất hâm mộ đối phương trong tay kia đem tinh xảo mà uy lực vô cùng lớn phi đao một khi ai đến cự sư trên người Cự sư thân thể sẽ xuất hiện một đạo vết máu. Mà bên kia u u tình huống cũng không sai biệt lắm, nàng vốn cho là giải quyết một cái cự sư như vậy còn lại này chỉ mình cũng hứa liền có thể đối phó, thế nhưng đối đứng lên nàng mới phát hiện mình lỗi thái quá, đầu này cự sư tốc độ vậy mà nhanh chính mình gấp đôi còn không chỉ, điều này làm cho trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo, lấy ra chính mình bảo mệnh ngân châm cùng bình yên như nhau không ngừng khống chế ngân châm công kích tới cự sư rồi mới miễn cưỡng dằn co xuống, nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài. Tu Kiệt đem cự sư trong cơ thể năng lượng thạch cho ta đào. U U chú ý rõ ràng đánh đến đó chỉ ngã xuống đất cự sư trên người, xem ra U U là muốn lâm trận mới mài gương, chỉ có hấp thu năng lượng thạch một cách. Cũng không biết này một quả nho nhỏ năng lượng thạch có thể hay không đưa đến tác dụng. Tu Kiệt không chần chừ, giơ tay chém xuống, đào ra năng lượng thạch. U U sau đó, đem năng lượng thạch hấp thu hoàng, vậy mà không có phản ứng, U U trong lòng khẩn trương. Các ngươi còn có người nào? Muốn dẫn màu đỏ? Thấy năng lượng thạch vậy mà ở U U trong tay hóa thành cho bụi, đô đảo hít một hơi khí lạnh, này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy không ai có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch. Xem ra nữ nhân này không đơn giản a. À? Tu Kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U U như vậy, trước đây U U đều là đeo hắn hấp thu, nhưng hắn cũng không để ý, hiện tại trọng yếu nhất là đem trước mắt cự sư đối phó, này mới là trọng yếu nhất. Các ngươi ai có, đô lấy ra. Tu Kiệt hướng về phía đại gia quát. Văn Hạo chỉ là chần chừ một chút liền đem trên người mình trang năng lượng thạch túi đem ra. Ta đều ở nơi này. Bình Yên cũng thuận tay sao hạ bên hông mình túi, hướng phía Tu Kiệt ném tới, nàng hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực, phải toàn tâm toàn ý đối phó trước mắt cự sư. Ở đây có thể có năng lượng thạch cũng chính là chỉ có đầu lĩnh văn hạo, bình yên cùng hà ưu toàn, thế nhưng tới này phân thượng, hà ưu toàn vậy mà đem mặt vừa chuyển, điều này làm cho văn hạo chân mày cau lại. Đem trong gói to mang theo màu đỏ năng lượng thạch đô chọn lựa ra, tập trung trang ở một cái túi lý. U U tiếp được. Quát to một tiếng liền hướng phía U U ném tới. U u thuận tay sao hạ, liền một tay đối chiến, một tay điên cuồng hấp thu năng lượng thạch, 20 bội, 20 bội, liền thiếu chút nữa. Có còn hay không? U u khẩn trương, thực sự liền thiếu chút nữa a. À? Ưu toàn. Bây giờ là ở cứu mạng. Văn Hạo chăm chú nhìn Hà ưu toàn đạo, ngươi còn có, mau lấy ra a, à, hiện tại đôi lúc nào? Tu Kiệt nghe nói khẩn trương, mồ hôi trên mặt không lấy tiền tựa liều mạng giữ lại. Hạ ưu toàn nhìn mọi người đều nhìn về phía nàng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, đây chính là của nàng tư nhân cất giữ A, thực sự không muốn lấy ra. Cấp! Bất quá ta đây là mượn cho nàng. Sau này ta còn ngươi. Tu Kiệt giận dữ, lúc này còn chích chích méo mó, hình như cứu được không phải là của nàng mệnh như nhau. Trong căn cứ, mới từ phòng huấn luyện đi ra tới Đông Phương Tuyết đứng ở trên quầy ba, muốn chén bia. Ôi! Căn cứ có người cầu cứu. Ai a, à, này địa vực, hình như không có nhiệm vụ đi. Không phải trong biên chế nhân viên, hình như là uu. Vậy nhất định là gặp được nguy hiểm, hơn nữa không đồng nhất bàn. Muốn biết bình thường biến dị loài thú nhưng không phải là đối thủ của uu. Đúng vậy. Này còn là uu lần đầu tiên cầu cứu. Đông Phương Tuyết trong lòng lột bột một chút, ném xuống cái chén, liền hướng phía căn cứ máy bay trực thăng tràn chạy đi trong lòng không ngừng đạo, U u ngươi nhất định phải chống đỡ. Mà lúc này Đông Phương Tuyết lại là không có ý thức được chính mình đối U u quan tâm đã vượt ra khỏi bằng hữu phạm trù. Mà cơ hồ cùng trong lúc nhất thời nhận được tin tức Á Nam cùng Nghiêm Tùng cũng đều hướng phía sân bay chạy đi. Đứng lại, nơi này là sân bay trọng địa, người rảnh rỗi không được đi vào. Một danh chiến sĩ, xứng chức chắn Đông Phương Tuyết đích thân tiền. Ta có việc gấp, ngươi tránh ra đông phương tuyết trống to hơn. Không thể. Ở đây. Chiến sĩ một bước cũng không nhường, ngay đông phương tuyết muốn trực tiếp động thủ thời gian. Lý sư đường dài qua ở đây. Chuyện gì xảy ra? Mau. Gọi hắn tránh ra, u u có nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Đông phương tuyết cầm lấy đối phương cổ áo chính là một trận lay động. Ôi. Biệt lắc đầu vựng A, người đó tránh ra, muốn hắn đem máy bay lái đi, ra sự ta chịu trách nhiệm. Lý sư trường vẻ mặt xanh xao, trước mắt tựa hồ có một đàn chim nhỏ bay loạn. Là Chiến sĩ để cho đạo, Đông Phương Tuyết dưới chân không ngừng liền hướng phía sân bay duy nhất một giá quân dụng máy bay trực thăng chạy đi. Một tiếng nổ vang trung trực tiếp bay trên trời mà đi, nhìn Lý sư trường cùng tên kia chiến sĩ liếu lưỡi không ngớt, tốc độ này, thực sự là không phản đối đương á nam cùng nghiêm tùng liều mạng chạy đến thời gian tránh ra ta ta có việc gấp muốn cần dùng máy bay á nam thở không ra hơi đã nghĩ muốn xông quan nghiêm tùng cũng theo ở phía sau sắc mặt cũng không tốt lắm bên trong không có máy bay lý sư trường lại không biết từ nơi nào lung lay ra có chút như là âm hồn thực sự là chỗ đó náo nhiệt hắn hướng đâu chui a à, ba vị quân đội đại lão trung cũng là hắn rảnh rỗi nhất cũng đáng yêu nhất đây là cũng ưu ưu thích cùng hắn kết giao bằng hữu nguyên nhân điều đó không có khả năng khi ta tới đã điều tra còn có một giá để đó không dùng máy bay máy bay đi nơi nào á nam mắt đỏ có chút xích bên trong cầm lấy lý sư lớn lên cổ áo liền vẫy khởi đến thế nào đô đến này chiêu thức ấy a à, mau mau buông ra ta điệt ở vẫy đầu ta vựng a à. lý sư trường rất phiền muộn Người tuổi trẻ bây giờ thế nào hiểu như thế xúc động đâu? Xúc động không sao cả, ngươi làm chi đô thích vẫy chính mình đâu? Này bi thúc! Nghiêm tùng thấy tình trạng đó đáng thương liếc nhìn Lý Sư Trường, vội vàng đem Á Nam khuyên bảo xuống. Trước hết nghe Sư Trưởng nói như thế nào? Ngươi nói. Á Nam rống giận. Lý Sư Trường một trận nôn khang, bên cạnh tên kia chiến sĩ rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước miếng đạo hai phút tiền có một người trẻ tuổi đã đuổi ở các ngươi phía trước đem chiếc cuối cùng phi cơ trực thăng lái đi chiến sĩ cuối cùng không yên lòng vội vàng bổ sung một câu là lý sư trường phê chuẩn mà chính là câu này phá hủy sự nhi á nam đầy đủ bạo phát cầm lấy lý sư lớn lên cổ áo chính là một trận ship bên trong ngươi tại sao có thể phê chuẩn đâu lão nương là vội vàng cứu mạng a ngươi đem máy bay còn cho ta a a a a Mấy phút sau tái chiến sĩ cùng nghiêm tùng không ngừng nỗ lực dưới rốt cuộc đem lý sư trường giải cứu xuống. Khụ khụ khụ. Nôn. Máy bay là, là đông phương tuyết, khai, lái đi, hắn, hắn so với các ngươi, tới trước. Thỉnh thoảng đảo bạch nhãn lý sư trường nói xong cũng hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh, hoàn thành sứ mạng của hắn bất vựng làm chi. Á Nam nháy nháy mắt. Hỗn đảng, cũng không chờ chờ ta, dựa vào làm hại ta khẩn trương như vậy, này đông phương tuyết lúc nào cùng u u như thế thiết, vậy mà so với ta động tác còn nhanh. Nghiêm tùng vẽ mặt co quắp nhìn như là không có việc gì nhân như nhau quay người đi nhân Á Nam, không nói gì nhìn lúc này đáng thương té trên mặt đất Lý Sư Trường, thở dài cùng ngốc ở chiến sĩ đem vị này hoa lệ lệ té xỉu sư trưởng đưa vào phòng y tế. Không ngừng điều khiển ngân châm trong tay u u trước mắt có chút biến thành màu đen, 20 bội, 20 bội, đương hấp thu hoàn cuối cùng một quả năng lượng thạch thời gian, uu rốt cuộc đột phá 20 bội. Ngân châm trong nháy mắt nhấp nhoáng bạch quang, sau đó một đạo như trưởng máy bàn thanh âm ở uu trong đầu vang lên. Vô ảnh châm hình thái thứ nhất chính thức khởi động. Sau đó uu đã nhìn thấy một phen màu bạc tiểu phi kiếm xuất hiện, tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh liền từ cự sư đầu tiên vẫn xuyên qua cả người. Rốt cuộc tiêu diệt. Mà UU cũng rốt cuộc ủng hộ bất ở trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng té xỉu tiền nghĩ đến chính là, Nguyên Lai gọi là vô ảnh châm. Vô ảnh châm như một đạo lưu quan hướng phía UU bay về trong nháy mắt biến mất ở UU -U trên người. Mà đang ở UU té xỉu hậu không lâu, Bình Yên cũng rốt cuộc kiên trì không nổi, phốc phun ra một nguồn máu tươi, cũng trước mắt tối sầm ngã gục liền, mà đồng dạng phi đao như ánh bạc bàn bay trở về Bình Yên bên người, biến mất không thấy nhất không ổn chính là còn có một chỉ vẫn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu cự sư dựa theo hiện tại người già yếu đến xem khẳng định ngoạn hoàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ nữ nhân kia tại sao không có đem thứ này giết chết a à, xong đời còn lãng phí ta thế nào nhiều năng lượng thạch a à? hà ưu toàn có chút tố chất thần kinh kêu to câm miệng cơ hồ là đồng thời văn hạo cùng tu kiệt đô hướng phía này đáng ghét nữ nhân quát cũng ngay vào lúc này, vốn là muốn muốn một chưởng đập chết bình yên cự sư, lại là nhìn thấy đại ca của mình chết ở cái kia người đáng chết loại trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng, liền vứt bỏ bình yên vậy mà hướng phía u u phương hướng rất nhanh đánh tới. U u. Bất. Văn hạo, tu kiệt đồng thời kêu to, nghĩ muốn tiến lên giải cứu. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn cự sư thật lớn thân hình hướng phía u u phương hướng phi bổ nhào tới, giờ khắc này mọi người trái tim đều giống như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng nắm chắc, thần kinh căng tới cực điểm. Tu Kiệt vẽ mặt thống khổ liều mạng hướng phía U U Phương hướng nhào tới, mặc kệ bây giờ còn có có thể hay không cứu U U hắn đô sẽ không buông tay. Nếu quả thật không thể, hắn không dám tưởng tượng mắt thấy U U chết trước mặt mình, hắn thì như thế nào? Nhất định sẽ sụp đổ đi. Ngay U U sắp máu tươi tại chỗ, đại gia tuyệt vọng lúc ầm ầm. Một tiếng nổ vang, liền muốn nhào tới u u trên người tới cự sư, vậy mà ở không trung bị nổ thành vỡ nát, này hí kịch tính một màn nhượng mọi người sửng sốt. Sau đó mọi người đã nhìn thấy sáng người quân dụng máy bay trực thăng, như thần chi bàn từ trên trời giáng xuống. Dừng xuống máy bay, mọi người đã nhìn thấy một dung nhan hoàng đẹp đến mức tận cùng, khí thế cường hãn tuyệt sắc nam tử theo trên phi cơ vọt xuống tới. Mọi người ở đây tưởng lầm là chiến thần trời giáng lúc nam tử rất nhanh hướng phía ngã xuống đất bất khởi u u vọt tới. U u đem té trên mặt đất u u ôm vào trong lòng, phát hiện còn có hô hấp, tim đập bình thường này mới thở vào nhẹ nhõm, khi hắn ở không trung thấy u u té trên mặt đất một khắc kia, hắn đô không xác định tim của mình nhảy có hay không đình chỉ. Đông Phương Tuyết. Văn Hạo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đông Phương Tuyết trong lòng u u một đã có năng lực lại có nhân mạch nữ nhân. Hơn nữa còn có kia thần kỳ lực lượng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ tới đây văn hạo ánh mắt lóe lóe. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 92 quán ba tề tụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nguy hiểm giải trừ, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Tu Kiệt nghĩ muốn tiến lên đem U U ôm tới, Đông Phương Tuyết lại là cự tuyệt, hướng về phía đối phương liền hét lớn. Ngươi là thế nào làm, nhượng một nữ nhân đến bảo hộ ngươi? Bảo hộ không được nàng liền cách xa nàng một điểm. Nói xong xoay người liền lên máy bay. Văn Hạo có chút kinh ngạc liếc nhìn hai người, Tu Kiệt trầm mặt không nói vẻ mặt xanh đen. Nhíu mày Văn Hạo hướng phía bình yên phương hướng đi đến liền nhìn thấy hà ưu toàn nữ nhân này vậy mà nằm bò ở trên người của đối phương không ngừng lục lọi cái gì. Thấy văn hạo qua đây cũng không thế nào lúng túng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, vừa nàng dùng để tác chiến phi đao vừa chợt lóe liền không thấy tâm hơi. Rất thần kỳ. Văn hạo không nói gì, đem bình yên ôm lấy cũng hướng phía máy bay đi đến. Hà ưu toàn vẻ mặt không cam lòng, dậm chân, cũng đi theo không sai nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền nhớ u u cùng bình yên vũ khí đáng tiếc chính là chiến đấu vừa kết thúc vô ảnh châm cùng phi đao liền trở lại chủ nhân trên người biến mất không thấy thần kỳ như vậy gì đó hà ưu toàn sao có thể vứt bỏ tra xét u u vẫn bị tu kịp đông phương tuyết chú ý nhưng này bình yên liền chỉ có một chút bảo tiêu cho nên nàng liền muốn muốn tới nhặt tiện nghi đáng tiếc là cái gì cũng không lục soát đương u u tỉnh lại lần nữa thời gian đã là ba ngày sau. Mở mắt ra thấy liền là mẫu thân tiều tụy dung nhan. U u, ngươi tỉnh rồi. Có đói bụng không a, à, mẹ cho ngươi lấy điểm ăn a. À. Bạch dai thấy u u mở mắt ra liền vội vã ra khỏi phòng gian. Nha đầu chết tiệt, ngươi hù chết chúng ta, thế nào đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, đánh không lại ngươi sẽ không chạy sao. Hứa tỉnh vẻ mặt quán giận dạy dỗ u u. Vì lỗ tai của mình khỏi bị độc hại lần sau nhất định thứ nhất chạy. U u lời nhượng ở đây tất cả mọi người cười. Sau đó Á Nam nháy mắt ra hiệu đạo. Biết mình thế nào được cứu sao? U u nhíu mày, nàng còn thật không biết, hiếu kỳ nhìn về phía Á Nam. Á Nam nhếch miệng cười nói. Là Đông Phương Tuyết nhận được ngươi cầu cứu hậu, nhà này hỏa chạy so với ta còn nhanh, trực tiếp giá máy bay trực thăng liền bay đi cứu ngươi. U U nghe nói có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ đến đông phương tuyết vậy mà hội như thế đạt đến một trình độ nào đó. Đừng xem, thấy ngươi không có việc gì, đi. Hứa tỉnh cũng cười hít mắt chen lời miệng. U U không nói gì, ngươi thế nào chỉ mắt thấy thấy ta tìm người. U U, ngươi tỉnh rồi. Còn là phong nhã lợi hại, nói ngươi lúc nào tỉnh liền là lúc nào tỉnh, ta cho ngươi nấu canh, nếm thử. Tu Kiệt bưng một chén canh gà liền đi đến, phía sau là có chút bất đắc dĩ u u mẹ. Cảm ơn. U u muốn kết quả bác, đúng là có chút đói bụng. Ta đến uy ngươi. Tu kiệt né tránh, cầm cái thì liền muốn cho u u uy canh. Xung quanh mọi người đồng thời đánh một trung trung, u u cũng rất không thoải mái, uống một ngụm liền chính mình nhận lấy. Canh gà vị rất không lỗi, u u đem trong bát nằm đô uống xong, cũng không keo kiệt khen đạo. Tay nghề không tệ ngươi muốn là thích, sau này ta mỗi ngày cho ngươi đôn. Tu Kiệt mắt rất sáng. Giang phòng mọi người thật sự là không chịu nổi, mấy người trẻ tuổi dẫn đầu sói tru mấy tiếng liền đô lui ra ngoài. Tiếp được đến mấy ngày, U U bị toàn thể nhân viên bắt buộc ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, đâu cũng không chuẩn đi, mà Tu Kiệt cũng đương túc, nhị thập tứ hiếu tử. Mỗi ngày đô đúng giờ cho U U đưa lên chính mình tự tay đông canh gà, có lẽ là đang vì lúc đó chính mình bất lực kinh hải sao, Đối u càng khẩn trương hơn u vì nam nhân này cẩn thận có chút động dung mà còn có một kiện trị phải cao hứng chính là u phát hiện thực lực của chính mình đạt tới 20 bội không chỉ có là vô ảnh châm bị chính thức mở ra đơn giản như vậy nàng tự hồ có thể cảm giác được thân thể mình nội tất cả kinh mạch máu trái tim đẳng giống như là nội coi như nhau thần kỳ hơn nữa nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình trung thậm chí có một cổ yếu ớt năng lượng nhịp đập mặc dù nhỏ bé, nhưng đúng là cảm nhận được, đường u u nghĩ muốn động thủ đi khống chế nó thời gian, nhưng lại như là người cá như nhau biến mất ở tại máu của mình quảng trong, nhưng u u không hiểu. U u đêm này trở thành khí công các loại gì đó. Cũng có thể là siêu năng lực. Được rồi. U u chính nàng cũng không biết rõ ràng, rốt cuộc là cái gì, nhưng ngoài ý muốn phát hiện mỗi khi chính mình sau khi bị thương, này luồng kỳ dị giấu ở chính mình huyết mạch trong năng lượng vậy mà hội rất nhanh xuất hiện ở vết thương phụ cận, đối thân thể của mình tự động tiến hành chữa trị. Điều này làm cho U U Hiếu Kỳ đồng thời cũng mừng rỡ không thôi, bởi vì loại này chữa trị, rõ ràng so với nguyên lai bị thương lúc tự động chữa trị nhanh rất nhiều, điều này làm cho U U rất hưng phấn, quả thực chính là trong nháy mắt tái sinh A. Bỏ lệnh cấm ngày đầu tiên, hứa tỉnh, Á Nam mấy người đề nghị đi quán Ba Hi một chút, thế là một đám người liền hạo hạo đảng đảng đi trong thành xa hoa nhất quán ba. Ngay cả Đông Phương Tuyết Đô ở biệt mời chi liệt, nhưng kỳ quái chính là Tu Kiệt lại là không có tìm được bóng người, cùng hắn cùng nhau đội viên nói, Tu Kiệt hôm nay bị bằng hữu mời mời đi ra ngoài, cụ thể làm gì liền không ai biết. U U cũng không xoắn suýt. Đương mọi người đi tới xa hoa trụy lạc quán ba phòng khách lúc, tự hồ cảm giác mình lại trở về hòa bình thời đại. Vừa mới tọa hạ không bao lâu, một đám người đô đi hướng sàn nhảy, rất nhanh ghế dài lý liền còn lại U U cùng Đông Phương Tuyết. U U là lười động, Đông Phương Tuyết là không thích náo nhiệt, hôm nay nếu không phải là chúc mừng U U nặng lấy được tân sinh, hắn là nói cái gì cũng sẽ không tới. Hai người yên lặng chạm cốc, uống trong tay thêm hồng trà chi hoa sĩ. Cái kia cảm ơn ngươi a. À. U U ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết hơi sững sờ, sau đó gợi lên khóe miệng mang theo tiếu ý đạo. Đừng khách khí, ngươi bất đã cứu ta sao? Mọi người đều là bằng hữu, ngươi lời thái khách khí. U u cười, nhìn Đông Phương Tuyết mỉm cười lại có một chút ngẩn ngơ. Đông Phương Tuyết cũng không là lần đầu tiên bị người khác như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm nhìn, nhưng lần này đối tượng là U u, hắn có chút mất tự nhiên, hơi thấp cúi đầu, trầm mặt chốc lát nói. Bí mật của ngươi chúng ta cũng sẽ không nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút hà ưu toàn. Khi miệng của nữ nhân ba có chút không đáng tin cậy, mặc dù nàng đạt được của chúng ta cảnh cáo tạm thời không nên có việc, hay là muốn chú ý một chút hảo. Đông Phương Tuyết lời thức tỉnh u u, trên mặt ửng đỏ, này là mình lần thứ mấy nhìn chầm chầm mặt của đối phương ngẩn người, Đông Phương Tuyết yêu nghiệt thật đúng là làm cho người ta khó có thể kiềm chế a. À. Ta biết, ngay hai người cũng không biết nói cái gì thời gian u u một tiếng có chút quen tai giọng nam vang lên u u quay đầu nhìn lại có chút kinh ngạc lại là văn hạo cùng bình yên phía sau bọn họ còn theo một đám cả trai lẫn gái nhìn qua đô rất trẻ tuổi ca nguyên lai like ngươi cũng tới ha hả trước đây ngươi không phải từ bất tới chỗ như thế sao một nhìn qua dịu dàng nữ sinh cười nhìn đông phương tuyết ánh mắt kia còn đang đông phương tuyết cùng u u giữa không ngừng qua lại nhìn quét cuối cùng vô tình hay cố ý rơi vào nàng bên cạnh một vị khác vẻ mặt đường hoàng thiếu nữ trên người. Đông Phương Tuyết chân mày cau lại, hắn không nghĩ đến lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tới chỗ như thế vậy mà sẽ đụng phải những người này. Vẻ mặt đường hoàng nữ sinh không thèm liếc u u liếc mắt một cái, liền trực tiếp tiến lên, chiếm hữu tính ôm Đông Phương Tuyết cánh tay đạo. "Thân ái, ngươi không vì bằng hữu của ngươi giới thiệu hạ chúng ta sao?" Đông Phương Tuyết khó chịu nhíu mày, đem tay của mình rút ra, nhưng nữ sinh lại tự hồ như cũng không muốn ý. Vũ gia buông tay. Này là bằng hữu của ta u u. Đông phương tuyết có chút bất nại. Vũ gia thấy tình trạng đó cũng không lại cường cầu, tuyên bố chính mình quyền sở hữu phía sau vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía u u. U u rất không nói gì a, à, đem cái chén trong tay buông, nhìn về phía bình yên. Bình yên trong lòng thẳng mắt trợn trắng một mông ngồi ở u u bên cạnh, mở miệng sẽ tới. An Vũ Gia, Đông Phương Tình, Đông Phương Ngọc. Như thế biệt cụ phong cách giới thiệu, những mọi người tại đây đô sửng sốt. U u khóe miệng một trừ, vị này nói bằng chưa nói thôi. Đông Phương Tuyết Nguyên vốn cả chút phiền muộn tâm tình cũng rốt cuộc chuyển tốt điểm, về phần tại sao phiền muộn, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Văn Hạo lúng túng cười nói. Bình Yên còn là đẹp trai như thế a, à, ha hả. Ta đến giới thiệu được rồi bên cạnh ta này hai vị chính là Đông Phương Tình cùng Đông Phương Ngọc, Đông Phương Tuyết đệ đệ cùng muội muội. Vẻ mặt dịu dàng Đông Phương Tình cùng vẻ mặt ôn hòa Đông Phương Ngọc mỉm cười tiến lên. Nhĩ hảo. U u gật gật đầu. Sau đó Văn Hạo chỉ vào An Vũ gia đạo. Vị này chính là Bình Yên tỷ tỷ. Nhĩ hảo, ta là của Đông Phương Tuyết vị hôn thê. Bất chờ Văn Hạo nói xong, An Vũ gia liền lại lần nữa vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía U U uu nhàn nhạt gật đầu còn có chút kỳ quái liếc mắt nhìn đông phương tuyết cùng an vũ gia uu -u phản ứng như thế nhượng an vũ gia kỳ quái đồng thời cũng yên tâm xem ra là nàng đa tâm mà đông phương tuyết lại là chẳng biết tại sao bị uu -u cái nhìn này nhìn trong lòng có chút rầu rĩ rất không thoải mái uu -u -u ôi văn hạo bình yên các ngươi cũng tới đây là nhảy mệt á nam hứa tỉnh hà dương phong nhã hiểu hiểu nghiêm tùng Úc Minh, Khỉ ốm, Tiểu Hắc Lâm Hạo chờ người cũng về, cái này thế nhưng náo nhiệt. Mọi người vây quanh U U liền đô ngồi xuống, đương nhiên ngồi bất khai liền chính mình tìm ghế. Cũng ngay vào lúc này An Vũ Gia lại là quát to một tiếng. Hà Dương Đại Ca Là ngươi Đem mọi người hoảng sợ. Văn Hạo ánh mắt lóe lóe, tự hồ cũng nhận thức đối phương. Hứa tỉnh hiếu kỳ nhìn về phía Hà Dương, ánh mắt kia giống như là một hiếu kỳ bảo bảo hà dương rất bất đắc dĩ đẩy kính mắt của mình một phen đem hiếu kỳ đem cả khuôn mặt đều nhanh thiếp đến chính mình trên mặt tới hứa tỉnh ấn xuống ông đối phương eo hứa tỉnh mắt nheo lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói nói có phải hay không gạt ta đã làm gì hỏng hà dương ngây dại phun nước thanh hết đợt này đến đợt khác cảnh có chút đồ sộ sau đó hà dương liền co quắp mặt một phen đem hứa tỉnh kéo vào trong lòng mình ngươi tiểu trong đầu suốt ngày đô suy nghĩ cái gì đông tây a à? thôi những người này trước đây đô cùng ta nhận thức mà thôi an vũ gia cũng lúng túng ách ngươi đừng hiểu lầm ta cho rằng hà dương đại ca cả đời này cũng sẽ không lại yêu đương đột nhiên nhìn thấy hắn và ngươi cùng một chỗ có chút kinh ngạc mà thôi nhưng vừa mới nói xong nàng liền phát hiện mình hình như nói cái gì không nên nói trong khoảng thời gian ngắn lại yên tĩnh trở lại Hứa Tỉnh lại là kỳ quái liếc mắt nhìn Hà Dương đạo: "Không nghĩ đến ngươi còn là một Tình Thánh a." Hà Dương có chút kỳ quái nhìn về phía Hứa Tỉnh đạo: "Chẳng lẽ ngươi không để ý sao? Đề lời nói với người xa lạ." Canh hai a, đại gia kích động bất. "Ngày mai còn muốn nếu không." Hắc hắc. Nhàn tà ác cười. "Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video." Chương 93 93 không bắt đầu liền kết thúc. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hứa tỉnh nhúng vai bưng lên một chén rượu, tượng con mèo nhi như nhau dựa vào tiếng hà dương trong lòng đạo. Có cái gì hảo chú ý, nhân sao có thể chưa từng có đi, ta muốn chính là ngươi hiện tại cùng vị lai, cũng không phải quá khứ, lại nói ngươi đô 25-26, nếu như còn chưa có nói qua luyến ái, vậy ta liền muốn thật hoài nghi ngươi sinh lý có phải hay không có vấn đề hà dương nghe nói cười ngươi vật nhỏ dám hoài nghi năng lực của ta xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong hai người vậy mà ở trước mặt mọi người biểu diễn một hạn chế cấp cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài chẳng biết tại sao hứa tỉnh lời đối với lần này sự đông phương tuyết đến nói lại là xúc động rất lớn hiện tại cùng vị lai sao kỳ thực có đôi khi hắn còn là rất bội phục hà dương vì nữ nhân mình yêu thích có thể dũng cảm đứng ra cùng gia tộc đối kháng mặc dù kết cục cuối cùng không phải rất tốt nhưng hiện tại hắn lại có thể canh giữ ở chính mình nữ nhân yêu mến bên cạnh nhìn cười vẻ mặt dịu dàng hà dương đông phương tuyết biết hiện tại hà dương là thật rất hạnh phúc ở trong mắt của hắn chỉ có cái kia gọi là hứa tỉnh nữ hài lại là một đơn thuần mà cố chấp nữ hài hy vọng hai người bọn họ có một hảo kết cục không muốn lại nhượng năm năm trước thảm kịch lại lần nữa phát sinh đi Đông Phương Tuyết nhìn về phía U U, này Thủy Chung vẻ mặt dưỡng dưng thiếu nữ, ôn hòa mà lười nhắc mỉm cười, cho dù nói cái gì không nói, cái gì không làm, cũng tản ra một loại nồng đậm sức hấp dẫn, U U chính mình lại một chút cũng không nhận thấy được đi. Nàng chính là một trời sinh tụ quan thể. Bên cạnh An Vũ Gia chú ý tới Đông Phương Tuyết thất thần, có chút bất mãn kéo kéo tay áo của hắn đạo. Đang suy nghĩ gì? Đông Phương Tuyết nghe nói theo trầm tư trung thanh tỉnh lại, mày nhăn lại, rút ra chính mình tay áo, lắc lắc đầu. Điều này làm cho An Vũ Gia có chút bất mãn, nhưng là không nói gì, bởi vì nàng biết Đông Phương Tuyết là có sạch phích, rất không thích người khác bính hắn, có thể nói cơ hồ không ai có thể tiến hắn thân, trừ phi chính hắn nguyện ý. Nhìn hai người không chút nào che giấu ân ái, U U cùng Á Nam nhếch miệng đồng thời đánh một trung trung. Á Nam kêu to. Không chịu nổi, ở đây còn có người liệt muốn kia cái gì đi cầu tiêu. cũng chúng ta ân ái ngươi đố kỵ a, à, đố kỵ chính mình tìm một đi. Hứa Tỉnh nghe xong bưu hãng trống thượng một câu, đem mọi người lôi được không nhẹ. Đông Phương Tình cười. Có thể thấy Hà Dương đại ca lại lần nữa tìm được chính mình đích thực yêu, thật thay ngươi cảm thấy cao hứng, bất quá, gia tộc của ngươi có thể hay không? Hà Dương nghe nói mắt mị khởi đến. Ta đã thoát ly gia tộc chớ đem ta cùng Hà gia xã cùng một chỗ, yên tâm ngươi nói sự sẽ không lại phát sinh, lần này ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nữ nhân của mình. Hứa Tỉnh nghe nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vô tâm vô phế cười. "Ô, tiểu dạng, không nhìn ra đến, ngươi còn là mang có nam tử khí khái thôi, bất quá, yên tâm đi, lão nương muốn nam nhân không ai có thể ngăn cản, cùng lắm thì cướp cô dâu." Trước gạo nấu thành cơm lại nói, "Ha ha. Hà Dương nhìn mình trong lòng tiểu nữ nhân thực sự là không nói gì, đây chính là u u đoàn thể đặc sắc đi. Nga ô. Á Nam chờ người cùng kêu lên sói gọi. U u lại lần nữa phun, vội vàng buông cái chén. Ngươi nha đầu này thế nào luôn ngữ bất kinh người tử không ngớt a, à, cùng ngươi cùng một chỗ thần kinh đô được lớn hơn gấp đôi không ngừng đi. Hà Dương ta thương hại ngươi. Cũng, Đừng chọn bác, nhà ta thân ái hứa tỉnh nghe nói cười mắng. a à, thân ái, này còn là ngươi lần đầu tiên như thế chủ động gọi ta thân ái, ta thực sự là thái cảm động lạp. Hà Dương vẻ mặt trêu tức nhìn có chút mặt đỏ hứa tỉnh. Tiểu dạng, thế nào ngươi muốn tạo phản? Cẩn thận lão nương ta ngay tại chỗ tử hình ngươi. Này hứa tỉnh là điển hình thẹn quá hóa giận, nói liền đánh về phía Hà Dương đưa hắn áp ở tại trên sofa. Lần này phun không phải u u. U U sờ sờ chính mình hai cánh tay thượng nổi da gà, trong miệng đế nam đạo. Ôi! Không chịu nổi, đều tại ta, bình thường không giáo tốt. Đại gia thứ lỗi A. À. Ngao ô. Sói gọi thanh hết đợt này đến đợt khác. Hiểu hiểu, Úc Minh chờ người cười một mảnh ngã trái ngã phải, ngay cả phong nhã cũng rất nể tình khóe miệng rút hạ. Hà Dương thừa dịp chính mình hai người hình tượng chưa xong đều bị hủy trước vội vàng đem trên người kia bừa bãi tiểu nữ nhân cấp kéo xuống ở bên tai nàng nói thầm một câu gì hứa tỉnh giống như là đột nhiên bị chủ nhân trấn an xuống mèo như nhau thành thật U u trong lòng cảm thán cũng là hà dương nhà này hỏa có thể thu thập tiểu nha đầu này ngay bầu không khí bị hứa tỉnh cùng hà dương hai người khơi mào tới thời gian tiểu tình nguyên lai like các ngươi ở đây a à, ta cùng tu kiệt đại ca tìm các ngươi nửa ngày ha hả liền nghe đến một tiếng mang theo yêu mị giọng nữ vang lên. Cái này ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn, thấy lại là, Hà ưu toàn mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng vẻ mặt quyến rũ chăm chú tựa ở cũng là đồng dạng vẻ mặt có chút đỏ ửng tu kiệt trong lòng, y phục của hai người đều có chút nhăn, mà tu kiệt trước ngực người cũng không khấu hảo, lộ ra tảng lớn tuyết trắng lồng ngực, mà tu kiệt trước ngực trừ tuyết trắng, kia rõ ràng móng tay giấu cùng son môi giấu, là như vậy chói mắt mà hà ưu toàn đồng dạng cổ cùng trước ngực đô mang theo loan lỗ một chút vết hôn, có thể tưởng tượng, hai người này vừa đô đang làm những gì. Cảnh thoáng cái trở nên quỷ dị. Văn hạo khóe mắt có chút co quắp hiểu rõ liếc liếc mắt một cái u u, nhưng người ta tự hồ rất bình tĩnh, đang từ từ phẩm rượu đâu. Mà một màn này kích thích đến tự hồ không phải u u mà là lâm hạo, vẻ mặt xanh đen nắm chặt hai tay, đã nghĩ bị đánh một trận tu kịp một trận, bởi vì hắn tự hồ lại nhìn thấy chính mình mang theo tâm nhi xuất hiện ở UU u trước mặt một màn kia, đó là hắn kiếp này làm cuối cùng hối, ngu xuẩn nhất chuyện, nhưng hắn biết bây giờ không phải là hắn nên cơ hội xuất thủ, hiện tại nhân vật chính là UU. Phong nhã trong mắt lóe u quang, không biết suy nghĩ cái gì, cái khác tòa nhà văn phòng thành viên đều là một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hiểu hiểu khí hai má đô trống khởi đến, Úc Minh cũng khó được khó chịu vắng vẻ cảnh nhượng tu kiệt trong nháy mắt cảm giác ra không đúng tới, đường ánh mắt của hắn nhìn thấy u u lúc, biến sắc, đem trong lòng mình hà ưu toàn bỗng nhiên đẩy, có chút bối rối vội vàng đem trước ngực y phục khấu hảo. Hà ưu toàn vốn có liền uống không ít, lập tức té trên mặt đất. Ôi! Tu kiệt đại ca ngươi làm gì a? À, đau quá a! À. Ở đây trừ tu kiệt nhất lúng túng ngoại, liền thuộc Hà Dương nhất lúng túng, khó coi, bởi vì này Hà ưu toàn chính là muội muội của hắn ưu toàn ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Vừa định muốn tu kiệt kéo chính mình khởi đến cùng hắn tính sổ hà ưu toàn nghe thấy thanh âm này, lập tức một giật mình, kiếp này, nàng hà ưu toàn trừ nhà nàng gia gia ngoại, làm sợ chính là cái kia đã thoát ly gia tộc ca ca, mà lúc này, ca ca thanh âm lại giống như lấy mạng bàn ở nàng vang lên bên tai, lập tức làm cho nàng một kích động theo trên mặt đất bò dậy. Đại, đại ca, tại sao là ngươi? Không dám tin tưởng nhìn mình cái kia cho tới bây giờ đô rất thâm trầm ca ca, đang ngồi ở trước mặt mình vẽ mặt xanh đen ôm một thiếu nữ, nơi này là quán bar, không sai đi. Chính mình cái kia cho tới bây giờ đô không thích náo nhiệt ca ca nhưng cho tới bây giờ bất tới chỗ như thế tại sao lại ở chỗ này thấy ca ca đâu, chẳng lẽ mình uống say? Mà bên kia tu kiệt lại là vô cùng khẩn trương, có chút không dám mở miệng, lại là còn muốn muốn tới gần u u. U u, ta! ta uống hơn. Những lời này nhượng ở đây tất cả nguyên bản không rõ chuyện gì xảy ra nhân đô thoáng cái hiểu, xem ra là ăn vụng bị chính mình bạn gái bắt gặp bái. Cái này có trò hay để xem, An Vũ Gia, Đông Phương Tình, vẻ mặt hứng thú, trong mắt mang theo trêu tức tiếu ý, muốn xem nhìn nữ nhân này thế nào khóc trống lưu nước mắt, đùa giỡn kiều mang. Đáng tiếc các nàng thất vọng. U U chỉ là yên ổn đem trong tay mình uống rượu hoàng, Vẻ mặt mỉm cười giống như là nhìn một người bạn bình thường bàn đạo. Tu Kiệt, nhĩ hảo a, à, không nghĩ đến ở đây nhìn thấy ngươi, thật khéo a. À. Lời này, những tu kiệt bối rối, xấu nhất tính toán hắn đô nghĩ tới, chính là u u đau chửi mình một trận, sau đó không để ý tới chính mình, ngay cả thế nào hống hồi u u hắn đô nghĩ tới, lại nói nam nhân kia không ăn trộm tin a. À. Thế nhưng hắn không nghĩ đến u u vậy mà là phản ứng như thế mà há hốc mồm không chỉ là tu kiệt một người, ở giữa sân trừ hứa tỉnh cùng đông phương tuyết ngoại những người khác đều có chút há hốc mồm, đây cũng không phải là một bạn trai trật đường ray bạn gái nên có ngữ khí đi. Thế nhưng hứa tỉnh cùng đông phương tuyết biết u u cùng tu kiệt quan hệ lại lần nữa về tới nguyên điểm, hơn nữa lần này là triệt để đem tu kiệt quản đi ở tại trái tim của chính mình ngoài, chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa. Đông Phương Tuyết chẳng biết tại sao thở vào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút đau lòng, mặc dù hắn và uu U tiếp xúc cũng không nhiều cái loại đó ý nghĩ lại là như thế xuất hiện ở chính mình trong đầu uu U không tiếp thụ được nam nhân của chính mình cùng bất kỳ nữ nhân nào có nhiễm hứa tỉnh vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn tu kiệt cùng hà ưu toàn cũng không phát biểu ý kiến bởi vì nàng biết uu U cái loại đó dưỡng dưng thái độ có lẽ ở chính nàng xem ra rất bình thường nhưng đây tuyệt đối là sẽ cho người phát điên tu kiệt cứ như vậy ngốc ở tại chỗ đó hắn không biết nên thế nào tiếp lời u u lời. Mà bên kia Á Nam lại là bảo nổi. Nam nhân sẽ không có một đồ tốt, đều là một ít dùng nửa người dưới tự hỏi gì đó. Hừ. Nàng bầu không khí là bởi vì nguyên bản nàng cũng bị tu kiệt đối u u cái loại đó cẩn thận yêu mến mà cảm động, nghĩ u u rốt cuộc tìm được đối người, thế nhưng không nghĩ tới tên này vậy mà như vậy bất tự ái. Mà Á Nam những lời này lại là đem ở đây sở có nam nhân đô cấp lực úc. Văn Hạo chờ người sắc mặt đều có chút không bình thường. Hứa Tĩnh liếc nhìn thần sắc có chút mệt mỏi u u, kéo Hà Dương liền đứng lên, nàng cũng mặc kệ vị này chính là không phải muốn dạy huấn chính mình bất tự ái muội muội, lớn tiếng nói. Đêm nay đồ cũng không tệ lắm, bất quá ta tin nếu như không gặp đến mổ những người này lời sẽ tốt hơn, vậy tản đi, mọi người đều về nhà gột rửa ngủ đi. U u mang đến đại quân, cứ như vậy ở Hứa Tĩnh dẫn đầu hạ, nhau nhau cách tràn. Trước khi đi hứa tỉnh đi ngang qua tu kiệt bên cạnh là, thấp giọng nói câu. U u có sạch phích, sau này ngươi để ý đến hắn xa một chút, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, biết không? Những lời này hứa tỉnh không có tận lực nhỏ giọng cho nên mọi người ở đây cơ hồ cũng nghe được, chúng người không lời đồng thời, cảm thấy như vậy rất hả giận. Nhưng bọn hắn không biết là, hứa tỉnh những lời này lại là nói đại lời nói thật, u u là thật đối nam nhân có gần như biến thái sạch phích bị người khác chạm qua nam nhân nàng là sẽ không lại muốn, trước kia là không biết tu kiệt sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn, nếu như biết, u u căn bản là bất sẽ suy nghĩ. Ở đây tất cả mọi người không nghe lọt, chỉ có một người lại là ký ở tại trong lòng, đó chính là Đông Phương Tuyết, một đồng dạng có sạch phích nam nhân. Đề lời nói với người xa lạ. Muốn canh hai nhân có một. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94, 94 cô sói bàn thiếu nữ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Nhìn thấy đại ca của mình đi hà ưu toàn rút cuộc thở vào nhẹ nhõm, một thân là hãng tê liệt ngồi ở trên sofa. Làm ta sợ muốn chết, đại ca khí tràn còn là mạnh mẽ như vậy a? À. Lời này nhượng Đông Phương Tình chờ người lại lần nữa sắc mặt cổ quái, nữ nhân này thực sự là cực phẩm a. À. Mà nguyên vốn đã rời đi Hà Dương lại ở lúc này lại lần nữa chiếc về, vẻ mặt khó coi nhìn chầm chầm Hà Ưu Toàn hảo một trận, thẳng đến đem Hà Ưu Toàn trành được toàn thân phát trung, này mới mở miệng đạo. Ta hy vọng có liên quan u u tất cả sự tình cũng không muốn từ trong miệng ngươi nói ra. Này tất cả đương nhiên chỉ chính là u u tự thân đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch, còn có vậy có thể bay vũ khí. Hà ưu toàn nghe nói đầu điểm cùng trống bỏi bình thường thề thề đạo. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không nói, nếu không ta, ta không chết tử tế được. Tự tử tử liếc nhìn Hà Ưu Toàn, cuối cùng bỏ rơi một câu. Tự giải quyết cho tốt. Liền thực sự rời đi. Nếu không phải vì U U, Hà Dương là một giây cũng không nghĩ nhiều đãi ở này nhượng hắn khó chịu địa phương. Còn mùi mùi này đối với hắn mà nói cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nhìn thấy mình này trên danh nghĩa muội muội vậy mà như vậy hành vi phóng đảng, là ai đô hội khó chịu đi nhìn rốt cuộc rời đi đại ca hà ưu toàn đầu óc một trận choáng váng chân mềm không được bình yên nhàn nhạt liếc hà ưu toàn cùng tu kiệt liếc mắt một cái đứng lên đi ném hai chữ liền tiêu sái rời đi đông phương tuyết cũng đứng lên mặc dù biết u u chưa chắc đem chuyện này để ở trong lòng nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng ta cũng đi về trước các ngươi ngoạn đi không đếm xỉa an vũ gia phản đối liền một mình đi ra ngoài Văn Hạo thấy tình trạng đó, xem ra hôm nay tụ hội nghĩ đến là làm không đi xuống. Mấy nữ sinh thấy tình trạng đó cũng đều rời đi, mà Hà Ưu Toàn cơ hồ là lửa cháy sau môn bàn thứ nhất dẫn đầu sông ra ngoài, xem ra tối nay là thực sự bị nhà mình đại ca cấp dọa cái gần chết, kia có tâm tình tiếp tục ngoạn đi xuống A, còn là tạo điểm về nhà Hảo, đại ca khí tràng thật sự là thái rung động. Mà chỉ còn lại có Văn Hạo cùng tu kiệt sân bãi, thoáng cái yên tĩnh lại. Clip nhìn chán trường tu kiệt, văn Hạo thở dài nói: "Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì nên biết, Uu u là không thể nào cho phép nam nhân của chính mình cùng nữ nhân khác có nhiễm, ngươi không phải nói mình muốn an định lại sao?" Tu Kiệt có chút phiền não bắt trảo tóc của mình. "Họ Hà nữ nhân kia cho ta hạ dược trong rượu, hơn nữa ta nghĩ, đây là ta một lần cuối cùng điên cuồng, sau này sẽ không ở sàn bậy, thế nhưng không nghĩ đến, Uu u vậy mà." "Ôi" đi theo ta uống rượu. Ông đồng khởi trên bàn thuần rượu chi hoa sĩ liền liều mạng hướng trong miệng của mình quán. Văn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại là có một ý nghĩ nhảy ra, đã u u cùng tiểu tử này không thể nào, kia mình là không phải có cơ hội đâu. Nghĩ tới đây Văn Hạo trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười. Mà đi ra quán ba u u rất yên ổn, yên ổn nhượng mọi người chung quanh có chút lo lắng. Á Nam không xác định đạo Ngươi thật không có sự. U u kỳ quái nhìn nàng. Ta nên có chuyện gì? Vốn có liền không thực sự bắt đầu thôi. Những lời này đương nhiên là ở trong lòng mình nói. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại là đem tu kiệt hai chữ này đánh thượng danh sách đen, thành tòa nhà văn phòng nội tuyệt đối cự tuyệt lui tới hộ. Đi ở vắng vẻ trên đường phố, u u tai đột nhiên giật giật. Các ngươi đi trước đi ta qua bên kia nhìn nhìn. Nói u u liền quay đầu hướng phía bên phải một cái hẻm nhỏ đi đến. Á Nam gãi gãi đầu đạo. Chẳng lẽ là đi trốn khóc? Hứa tỉnh một cái liếc mắt. Cũng. Ngươi khóc nàng cũng sẽ không khóc. Trên thế giới này có thể làm cho u u khóc nam nhân sợ rằng còn chưa có sinh ra đâu. Hà Dương tán đồng gật gật đầu. Theo u u vừa biểu hiện hắn cũng có thể thấy được đến. U u là thật không đem tu kịp để ở trong lòng phong nhã nghe nói gật gật đầu nói vậy chúng ta đi trước đi làm cho nàng một người tỉnh tỉnh cũng tốt hôm nay đúng là thái xảo mà bên kia trong hẻm nhỏ diễn dịch lại là một bức khó coi hình ảnh mấy tráng hán nắm chặt một toàn thân trương hề hề nữ tử vẻ mặt nụ cười dâm đảng. nữ nhân này mặc dù thối điểm nhưng dầu gì cũng là nữ nhân a ca mấy đã rất lâu không bính nữ nhân coi như ngươi gặp may mắn ha ha ta phi mấy người các ngươi hỗn đảng có loại phóng lão nương lão nương cùng các ngươi một mình đấu nhìn không ra bộ dáng nữ tử vẻ mặt ngoan sắc trong mắt lóe sói tính quan mang ô a à, còn rất sặc được lão tử thích cô em tử ha ha ngay mấy người cười lớn không ngừng xé cô gái này y phục thời gian nữ tử thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị dùng đầu bỗng nhiên đụng vào bên trái một thoạt nhìn hơi chút gầy yếu điểm nam tử trên bụng nam tử một không chú ý vậy mà nhượng nữ tử tránh ra nhưng nữ tử vậy mà không có tuyển trạch chạy trốn mà là dương miệng liền hướng phía cách nàng gần nhất tráng hán nhào tới một ngụm liền hung hăng cắn ở tại nam tử cổ động mạch thượng a à, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên lão tam tử nữ nhân mau nhã ra còn lại kỷ danh tráng hán vội vàng giật lại nữ tử nhưng nữ tử mặc dù bị những người kia đánh thổ huyết toàn thân khắp nơi gãy xương nhưng chính là không buông miệng, vẻ mặt ngoan sắc, nhìn còn lại kỹ danh tráng hán có chút sợ hãi. Thẳng đến bị cắn nam tử không có động tĩnh, lúc này mới vẻ mặt là máu mặt giữ tận tùng miệng nhìn về phía còn lại kỹ danh tráng hán, tự hồ muốn tùy thời nhào lên muốn chết bọn họ bình thường. Mẹ nó! Lão đại, lão tam thật làm cho nàng cắn chết không khí nhi. Dựa vào! Nữ nhân này là điên, thật là xui xẻo a, à, lão tứ tiêu diệt nàng là lão đại đối mặt như vậy điên cuồng nữ nhân này kỹ danh tinh trùng thượng não tráng hán lại cũng không có dục vọng nhìn họng súng đen ngòm đối với mình vi á trong lòng một trận tự dẻo chính mình muốn chết đi hừ thật đúng là mẹ hắn tự thái không đáng lão nương thực sự là khó chịu a à. bang bang phanh mấy tiếng thương vang lên hậu dự liệu đạn đi qua thân thể đau đớn không có cảm giác đến Vi Á kỳ quái. Chẳng lẽ lão nương ở trong nháy mắt liền tử vong sao? Như vậy cũng tốt không như vậy đâu, muốn biết lão nương sợ đau nhất. Ôi! Ngươi đang còn muốn trên mặt đất nằm bao lâu a? À? Thế nhưng một quen tai giọng nữ lại là đột nhiên vang lên. Vi Á này mới phản ứng được chính mình chưa chết. Mở mắt ra hoàng hồn, thấy chính là ngã vào chính mình bốn phía đã chết không thể chết lại vừa muốn bắt nạt chính mình mấy tráng hán mà trước mắt cứu mình nhân lại là thần tượng, là ngươi a. À. Nhìn bị chính mình cứu thiếu nữ kia phát ra lục quan mắt, u u rất không nói gì, này đô cái gì cùng cái gì a. À. Không sai u u liền là bởi vì nghe đến đó có động tĩnh, hơn nữa cô bé này thanh âm có chút quen tai, lúc này mới khởi cứu giúp chi tâm, vừa nhìn dưới lại là lúc đó chính mình đến ít ngoài cửa thành gặp được cái kia rất thú vị nữ hài mà cuối khiến nàng quyết định cứu người hay là bởi vì nữ hài kia như cô sói bàn ánh mắt, chỉ có tâm tính kiên định nhân mới có ánh mắt như thế. U u tiến lên không đếm xỉa đối phương trên người dơ bẩn cùng hôi, liền muốn nâng dậy đối phương. Thế nào, còn có thể đi sao? Nhìn một điểm sắc mặt cũng không biến u u vi á rất cảm động. Cái kia, có thể, ta tự mình tới đi, trên người ta tạng, việc làm dơ ngươi. Được rồi, Vế nói cái gì a, à, ngươi đều như vậy biệt thể hiện. Mà càng thêm bưu hãng một màn là, u u ngại đối phương đi chậm, trực tiếp một ôm ngang lên đối phương liền ở vi á không nói gì thêm sùng bái dưới ánh mắt hướng phía tòa nhà văn phòng đi đến. Đường vi á sau đó biết u u thậm chí có sạch phích thời gian, trầm mặt rất lâu. Thấy u u an toàn trở lại tòa nhà văn phòng đông phương tuyết theo chỗ tối đi ra, mắt nhìn chầm chầm u u bóng lưng biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vừa tất cả đô ở hắn nhìn chăm chú hạ, u u kia kỳ quái tính tình, ở hắn xem ra thật đúng là đáng yêu, thổ lộ miệng trọc khí, đông phương tuyết hướng phía đến lúc phương hướng chậm rãi biến mất ở tại trong bóng tối. Mà nguyên bản đưa lưng về phía hắn u u lại là đột nhiên xoay người, nhìn đông phương tuyết biến mất phương hướng, ánh mắt có chút kỳ quái, cuối cùng ở vi á không hiểu ra sao cả dưới con mắt lắc lắc đầu liền đi vào tòa nhà văn phòng. Bên trong thành một nhà coi như giàu có bên trong tiểu khu một thân nhếch nhác, đã nhìn không ra nguyên dạng Tâm Nhi, chính ăn như hổ đói ăn một vị phụ nhân đưa cho nàng thức ăn. Tâm Nhi, chậm một chút, ở đây còn có, ta hài tử đáng thương, ngươi dọc theo con đường này được nguy rồi nhiều đại tội a. À. Tới bác cả gia, coi như là an toàn, sau này sẽ không lại đói chết a. À. Một người trung niên hơi mập nam tử, vẻ mặt thương tiếc nhìn lúc này căn bản không kịp nói chuyện Tâm Nhi. Trong mắt Tâm Nhi trừ ủy khuất nước mắt ngoại, còn có thật sâu oán độc cừu hận. Nhà này nhân chính là Tâm Nhi vẫn nói ở ở kinh thành nội bác cả một nhà, của nàng bác cả là một không lớn không nhỏ kinh quan nhi, theo đại bộ phận đội, vậy mà bình yên đi tới ít thành, hơn nữa ở trong thành còn mổ một không tệ tiểu quan. Hôm nay ở ngoài thành tuần sát thời gian vậy mà vô ý phát hiện thoi thóc một hơi Tâm Nhi, lập tức đem chất nữ mang về nhà, chính hắn chỉ có một nhi tử, từ nhỏ liền đem Tâm Nhi xem như con gái của mình thương yêu, hiện tại chính mình đệ đệ cùng em dâu đô chết ở lần này thế giới đại loạn trong. Ở hắn nghĩ đến có thể tìm được tâm nhi là thượng thiên cho hắn bồi thường tiếc núi cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại làm cho mình này duy nhất chất nữ chịu khổ. Hơn nữa, cả nhà bọn họ ở này ít bên trong thành, coi như giàu có, dưỡng cá nhân đó là khẳng định không thành vấn đề. Vi Á Thương Hảo Hậu liền triệt để gia nhập U U đội. Mà đương ngày hôm sau Tu Kiệt lại lần nữa tìm tới tòa nhà văn phòng thời gian, Tuần tra hộ vệ đã không còn là trước đây như nhau vui cười gọi ca lưỡng hảo sắc mặt, với hắn đó là châm chọc khiêu khích không ngừng, "Này đô tính hảo, có thậm chí là trực tiếp chỉ vào mũi mắng to." Đương nhiên đừng nói thấy u u, cho dù là vào cửa đô khó khăn. Tu kiệt rất phiền muộn, cũng rất khổ não, hắn không biết u u lúc nào mới có thể tha thứ chính mình, mỗi ngày trừ đúng giờ đi tòa nhà văn phòng báo danh chính là đi quán bar mua say, cả ngày uống say như chết. Mà Vi Á biết có như thế nhân vật số một thời gian, ở tu kiệt lại lần nữa tới thời gian, vậy mà nóng nảy bưng súng tự động sẽ giết ra, sợ hết hồn tòa nhà văn phòng nội mọi người, thiếu chút nữa liền thực sự đem tu kiệt cấp thình thịch, tốt xấu ở mọi người đồng lòng hạ xem như là trấn an vị này. Từ đó tu kiệt là thật không dám đến nữa. Đề lời nói với người xa lạ. Canh hai a, canh hai. Đại gia có hay không kích động nói. Hắc hắc nhân gia cần động lực. Nga ha ha ha. Các ngươi biết. Đánh cướp A, à, có phiếu giao phiếu, không phiếu cầu khen thưởng lạp. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 95 Lam Gia Lửa Giận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com U U cũng thở vào nhẹ nhõm, mấy ngày nay nàng vì trốn tu kiệt, thế nhưng liên môn nhi cũng không ra, kỳ thực cũng không phải sợ hắn, chẳng qua là không muốn phiền phức. Thừa dịp tu kiệt không trở lên môn, u u quyết đoán đóng gói, ra khỏi thành đi săn thú. Tâm nhi một thân nhẹ nhàng khoan khoái mặt màu trắng áo lông xuất hiện ở một ngôi biệt thự ngoại, biệt thự trên cửa chính thình lình viết một lịch sự tao nhã lam tự. Đường tâm nhi đánh nghe rõ u u bọn họ lớn như vậy đoàn người dừng chân, cùng quan vinh sự tích sau, liền làm ra phán đoán, chính mình bá phụ là không thể nào lật đổ đối phương mấy ngày nay trong lòng nàng rất khó chịu, không biết thế nào mới có thể cho mình báo thù, tâm tình phiền muộn nàng ở trong thành không ngừng du đảng. Ngay hôm qua, nàng phát hiện đồng dạng tọa lạc với ít bên trong thành Lam Gia. Điều này làm cho trong lòng nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ cần đem u u là hại chết Lam Phong nữ sinh kia tin tức nói cho Lam Gia nhân, như vậy, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thế nào. Nhìn này ngôi biệt thự chiếm, tâm nhi trong lòng hy vọng càng sâu, ở trong thành chiếm liền tượng trưng cho bọn họ quyền lợi đại tiểu, mình là không thể đem tòa nhà văn phòng thế nào, thế nhưng, này Lam Gia nhất định có thể. Thế là lòng tin đầy đủ tâm nhi vào hôm nay tới nơi này ngôi biệt thự tiền. Nơi này là Lam Gia, tạp vụ nhân đẳng đi khai. Cửa cầm súng tự động hộ vệ ánh mắt lãnh lệ nhìn tâm nhi, nếu không phải là nhìn ở đối phương là cái sức trói gà không chặt nữ sinh phân thượng, hắn đã sớm đưa lên một viên đạn tâm nhi mỉm cười nhìn đối phương tươi cười rất ngọt ta là của lam phong đồng học ta đến tìm lam gia chủ đích phiền phức thông báo một chút liền nói ta có năm đó làm hại lam phong tự sát nữ hài tin tức này cho nên trước đây không dám đem tin tức báo cấp lam gia chính là lo lắng sẽ đem mình cũng cấp xã đi vào thế nhưng hiện tại cái gì cũng không sợ cũng không có gì hay mất đi nàng cũng là không quan tâm cái khác tin tức này đối với hộ vệ đến nói rất là ngạc nhiên nhưng cũng không dám lãnh đạm. Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. Một lát sau một người trung niên quản gia khuôn người như vậy ở hộ vệ dẫn hạ xuất hiện lần nữa ở Lam gia ngoài cửa lớn. Quản gia nhíu mày nhìn trước mắt coi như chỉnh tề thiếu nữ. Chính là ngươi. Nói có tổn hại thiếu gia của chúng ta hung thủ tin tức sao? Đúng vậy. Tâm Nhi sắc mặt có chút kích động đạo. Được rồi, ngươi vào đi. Quản gia bộ dáng trung niên nhân nhìn Tâm Nhi khoảnh khắc mới nói: Mặc dù có điểm không tin, muốn biết mấy năm nay, tự người thiếu nữ này nói như vậy là có tin tức cung cấp, mà trên thực tế là vì lừa tiền nhân nhưng hơn đi. Nhưng là vì kia một điểm có thể hy vọng, còn là làm cho đối phương tiến cửa lớn, dù sao đây chính là Lam gia mọi người tâm bệnh. Tâm Nhi mang theo thắng lợi mỉm cười đi vào này tòa đối với nàng đến nói phi thường xa hoa biệt thự đem cuối cùng tức khắc biến dị trâu rừng chém giết, u u thờ ơ thu nhặt lên chính mình chiến lược phẩm. Hôm nay thu hoạch không tệ. Ha hả. Hẳn là đủ chính mình đột phá 22 bội. U u cười híp mắt đứng lên. Đúng lúc này, của nàng máy truyền tin vang lên. Mở màn hình, Lý Sư Trường vô cùng lo lắng hình cái đầu xuất hiện ở không trung. nha đầu A, ngươi nhân ở nơi nào A? Đại thúc là ngươi A, ta đương bên ngoài săn giết. Nhìn thấy lúc Lý Sư Trường U U tâm tình không lý do được rồi khởi đến, không cầm quyền ngoại ba ngày, trừ tan thi chính là biến dị thú, liên nhân ảnh đô nhìn không thấy, U U hiện tại nhìn thấy này Lý Sư Trường là bội cảm thân thiết A. Bất quá đối phương tiếp được đến theo như lời nói quả thật có như một thùng nước lạnh dội tắt U U kích tình. nha đầu A bất mau trở lại đi. Xảy ra chuyện lớn, nội thành đô rối loạn chụp vào ngươi tòa nhà văn phòng đương u, u không ngừng bất nghỉ ngơi liều mạng chạy về thời gian đã là một ngày sau này không kịp nghỉ ngơi đương nàng đi tới tòa nhà văn phòng tiền thời gian ở đây đã chật như nêm cuối hai phe nhân mã đang giằng co mà quân đội binh lính chính mặt phòng ngừa bạo lực phục ở lý sư trường đẳng mấy sĩ quan cao cấp dẫn hạ chính duy trì hiện trường trật tự thuận tiện kiêm điều giải viên nhìn hiện trường tình huống ở đây đã trải qua chiến đấu kịch liệt mà đứng ở phía trước nhất chính là một u u theo chưa từng thấy trung niên nho nhã nam tử, mà lúc này nam tử hình tượng nhưng cùng hắn kia trương nho nhã mặt tuyệt không tương xứng. Mà trung niên nhân phía sau còn có mấy hoặc lão hoặc mặt ít cực kỳ chú ý nhân, xem bọn hắn tướng mạo, đô cùng vị này trung niên nho nhã nam tử có chút tương tự, hẳn là người một nhà, mà lúc này này người một nhà cảm xúc tự hồ cũng rất kích động, mắt chăm chú nhìn chằm chăm tòa nhà văn phòng mọi người tự hồ hận không thể ăn sống rồi đối phương như nhau, điều này làm cho u u chân mày chăm chú nhăn lại. Đem tư đồ u u giao ra đây. Trung niên nam tử không ngừng hét lớn, theo trong thanh âm có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn, u u rất kỳ quái chính mình địa phương nào đắc tội người này rồi. U u căn bản là bất ở đây, ngươi này hoàn toàn là càng quấy, coi như là ở đây cũng không có khả năng giao cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì loạn bắt người này là của hứa tỉnh thanh âm lam gia chủ đừng kích động có lẽ có cái gì hiểu lầm địa phương lý sư trường đứng ở nơi đó chu toàn nhưng tựa hồ không đưa đến tác dụng gì đúng vậy có lời hảo hảo nói đại gia ôn hòa nhã nhặn đem sự tình nói rõ liền hảo thôi mấy vị mặt cao cấp tướng lĩnh phục sức tuổi tác cũng không nhỏ sĩ quan cũng vẻ mặt là hãng ở một bên không ngừng hát đệm thành này nội một khi đại loạn Vậy bọn họ cũng theo xuôi xẻo a. À. Mấy người khuyên giải an ủi, hiển nhiên vị này Lam gia rễ chính bản thờ ơ. Hiểu lầm, không có gì hiểu lầm, nhi tử của ta liền là bởi vì nàng tự sát, giết người đền mạng. Đem nhân giao ra đây, nếu không ta sang bằng ở đây. Trung niên nam tử, hẳn là chính là Lam gia gia chủ đương thời Lam Tường. Giết người đền mạng, giao ra hung thủ. Lam đêm Lam gia thế hệ trẻ lĩnh quân nhân vật, lạnh lùng nói cấp tiểu phong báo thù. Lam Băng cùng Lam Phong từ nhỏ cảm tình sâu nhất, lúc này ức chế không được trong lòng phẫn nộ. Đêm này tòa nhà văn phòng sang thành bình địa, chớ nhiều lời với bọn chúng. Lam Sang, Lam gia dòng chính đại tiểu thư cũng nhịn không được nữa lên tiếng. Đối khách khí cái gì, trực tiếp động thủ, chẳng lẽ chúng ta Lam gia còn áp bất quá nho nhỏ này tòa nhà văn phòng sao? Lam Ngạn cũng lòng đầy căm phẫn đạo. Lam gia nhân mỗi hô to dựa vào. Ngươi cũng nói tự sát, tự sát cũng trách người khác a. À. Hà Dương vội vàng che hứa tỉnh miệng. Ngươi lời này không phải hỏa thượng tiêu dầu sao? Quả nhiên Lam Tường nghe nói như thế lập tức giận dữ. Con ta là bởi vì cô bé này tự sát, cô bé này liền có trách nhiệm cho ta nhi tử đền mạng, ta mặc kệ các ngươi là cái gì đoàn thể tổ chức, hôm nay nhất định phải đem nhân giao ra đây cho ta. Giao ra đây. Lam đêm quát to gia chủ biệt khách khí với bọn họ trực tiếp động thủ Lam băng nhịn không được nghĩ tiến lên động thủ nói liền có mấy xúc động trẻ tuổi nhân liền muốn tiến lên hoàn hảo có lam gia vị này nhà ở ngăn nếu không đã sớm động thượng thủ hà dương đem liều mạng hướng tiền chen hứa tỉnh hướng phía sau đẩy lúc này cũng không kịp cái gì hình tượng lam gia chủ loại chuyện này nói miệng không bằng chứng hơn nữa căn cứ chúng ta giải sự thực khả năng cùng ngươi cũng có chút sai biệt hà dương coi như là so sánh công chính nói chuyện này khá lắm nói miệng không bằng chứng ta gọi các ngươi tâm phục khẩu phục đem cái kia nữ hài dẫn tới là gia chủ mấy kích động lam gia nhân quay đầu triều phía sau một chỗ đi đến sau đó hứa tỉnh lâm hạo chờ người đã nhìn thấy một bọn họ thế nào đô không ngờ nhân ta cũng biết là ngươi nữ nhân này giở trò quỷ hứa tỉnh giận dữ nói Tâm Nhi vẻ mặt trả thù hậu hưng phấn nói. Thế nào không nghĩ đến là ta đi? Hừ. Ta mệnh đại sống xuống, như vậy đẳng đối đại các ngươi chính là hủy diệt, ha hả. Lam gia chủ, Lam Phong chính là vì u u mà tự sát, chuyện này ta chính là đương sự u u bạn cùng phòng, ta có thể làm chứng. Lời này nhượng biết sự thực tòa nhà văn phòng mọi người sôi gan. Này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Giết nàng, này nữ nhân thối cũng dám chửi bới u u lão đại. Giết tên hỗn đảng này nữ nhân. Lúc trước sẽ không nên cứu nàng, vong ân phụ nghĩa gì đó. Loại này ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân lời tại sao có thể tính đâu. Chính là, chỉ cần có thể cấp nữ nhân này một miếng cơm ăn, nàng nhưng là chuyện gì đô làm được, lúc trước còn không biết có bao nhiêu nhân thượng nữ nhân này sàn Tâm nhi đã thống hận, lại có một chút khiếp đảm hướng phía Lam gia chủ bên này nhích lại gần lam gia chủ ngươi đã nói muốn bảo đảm an toàn của ta lam tường vẻ mặt lạnh nhạt nói yên tâm ta nói chuyện giữ lời ít nhất ở đêm cái kia chưa từng gặp mặt thiếu nữ bắt lại trước này nữ nhân không thể tử bất quá lam tường hiện tại đảo có chút bội phục vị này chưa từng gặp mặt con mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tài năng ở như vậy trong thế giới tổ chức như thế một đám người mã còn trở thành kia người dẫn đầu bằng vào điểm này cũng có thể thấy được cô bé này không đơn giản nhưng này dạng thiếu nữ kia là của mình ngốc nhi tử có thể làm được. Ôi! Hà Dương thấy lại có khai hỏa xu thế, vội vàng mở miệng nói. Trước chờ một chút, Lam bá bá, ta Hà Dương là hạng người gì chắc hẳn ngài sẽ không hoài nghi nhân phẩm của ta đi. Lam Tường đương nhiên nhận thức Hà Dương, đứa bé này hắn còn rất thưởng thức, là một nhân tài. Ngươi muốn nói cái gì? Hà Dương đẩy kính mắt đạo. Lam bá bá, ta chỉ là muốn nói ra sự thật, mà theo chúng ta biết, chuyện này từ đầu đến cuối, U U đều là không biết chuyện, nàng thậm chí là không biết con của ngài là vì nàng tự sát, bởi vì U U căn bản là chưa từng thấy qua con trai của ngài mặt, cũng căn bản không biết có con trai của ngài người như vậy tồn tại. Ta Hà Dương lời, Lam bá bá sẽ không hoài nghi đi. Hà Dương lời không chỉ nhượng Lam tường nhíu mày, cũng làm cho ở đây cái khác người không biết nội tình có chút không hiểu ra sao cả, tâm nhi có chút hoảng thần, bước chân lặng lẽ triều lui về phía sau đi. Nhưng vẫn chú ý lâm hạo của nàng lại là không có lỡ, nữ nhân này mờ ám, ánh mắt lóe lóe liền đi theo phía sau của nàng. Á Nam theo lý sư trường phía sau đi ra. Chuyện này, chúng ta những người này cũng đều là biết, U U đúng là không biết chuyện, chúng ta cơ hồ là cùng U U ở hai tháng trước cùng trong lúc nhất thời biết. Hứa tỉnh lại lần nữa nhảy ra ngoài bởi vì con trai của ngài cho u u thư tình còn có u u cự tuyệt dẫn đến con trai của ngài luẩn quẩn trong lòng kỳ thực cũng đều có nhân ở chính giữa trong bóng tối thao túng mà u u bản thân căn bản cũng không biết có có chuyện như vậy cũng chính là nói con của ngài thật ra là bị cái kia trong bóng tối truyền lại tin tức giả nhân hại chết hơn nữa chúng ta căn bản không biết người nọ rút cuộc cùng con trai của ngài nói cái gì nhượng lam phong hội luẩn quẩn trong lòng ngươi muốn trách cũng muốn quái người kia mới đúng chứ Lam Tường nghe nói giận dữ, vẻ mặt dữ tận nhìn hứa tỉnh đạo. Ngươi nói đều là sự thật. Lúc này một người mặc hoa phục hơn 30 tuổi nữ nhân kích động theo Lam Tường phía sau cũng đi ra, nữ nhân này liền là của Lam Phong mẹ Lê Vân, một dịu dàng như nước nữ nhân, thế nhưng bây giờ, nữ nhân này chỉ là một bị người hại chết nghi tử mẹ. Lê Vân có vẻ so với Lam Tường còn muốn kích động. Là ai, là ai ác độc như vậy? Ta muốn mạng của nàng lê vân giống như điên cuồng nàng là một cái như vậy nhi tử sao có thể không hận trong đám người đi ra đi tới cách đó không xa một trong hẻm nhỏ tâm nhi có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình lạnh lùng cười nói chỉ cần ta hướng trong đám người một chui gặp các ngươi làm sao bây giờ ngươi nghĩ đi đâu một thanh âm lạnh lùng xuất hiện tâm nhi trong lòng rung lên xoay người thấy là lâm hạo tức thì thở phào nhẹ nhõm ngạo mạn nhìn hắn nói. Ta đi kia, ngươi quản sao? Cút ngay. Phế vật vô dụng. Nói liền muốn đẩy đối phương ra. Lâm hạo thần sắc lạnh làm cho nàng sợ hãi, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này lý. Ngay tâm nhi đi qua lâm hạo bên cạnh thời gian, lâm hạo đột nhiên xuất thủ, một phen chủy thủ quân dụng, không hề dấu hiệu hung hăng cắm vào tâm nhi trái tim. Tâm nhi vẻ mặt không thể tin tưởng, máu không ngừng theo trước ngực trong miệng chảy ra, muốn nói cái gì đó nhưng mở không nổi miệng, nàng không nghĩ đến đối phương vậy mà không đếm xỉa ngày xưa đích tình nghĩa chân giết nàng, ở nàng nghĩ đến đối phương mặc dù là ghét nàng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nhẫn tâm, nhiều lắm là không nhìn, nhưng sự thực lại là làm cho nàng thất vọng đau khổ. Lâm Hạo đem đầu tới gần bên tai của nàng thấp nam đạo. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể vĩnh viễn câm miệng, sẽ không lại uy hiếp được u u, ngươi có thể ngủ yên. Tâm nhi con ngươi trong nháy mắt phóng đại, mắt mang oán độc tử tử nhìn chầm chầm đối phương nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đem tâm nhi thân thể ném xuống đất, dùng đối phương y phục lau sát chủy thủ, lạnh lùng nhìn nàng một cái đã nghĩ rời đi. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Lâm hạo nhíu mày quay đầu thấy lại là một thân đồng phục tác chiến vẽ mặt bừa bãi vi á. Tiểu tử xuất thủ mang mau thôi. Vậy mà đuổi ở lão nương phía trước. Vì á là nghe lâu lý nhân nói lên này chuyện của nữ nhân, liền hỏa muốn giết người, kết quả vừa lúc thấy đối phương trốn một màn, cho nên theo đuôi mà đến, không nghĩ đến lại là làm cho người ta giành trước. Lâm Hạo rất không nói gì, thu hồi đau. Đi thôi, một hồi làm cho người ta thấy đối u u không tốt. Mà đang ở hai người rời đi hậu, chỗ tối đi ra một thân ảnh, đông phương tuyết lạnh lùng liếc nhìn nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt tâm nhi, xoay người rời đi. Mặc dù nói hắn không có khả năng lợi dụng gia tộc thực lực đến giúp đỡ U U, nhưng chính hắn vẫn là có thể, đây cũng là hắn tuân theo chính mình nội tâm tuyển trạch. Đề lời nói với người xa lạ. Hôm nay liền này canh một, các bạn học không cần chờ nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 96 Thiên Sứ Lam Phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mà đang ở đại gia tìm tâm nhi thời gian, lại bị người phát hiện sắc mặt nàng giữ tận chết ở một chút cũng không có nhân trong hẻm nhỏ. Báo gia chủ, nữ nhân kia phát hiện bị người giết tử ở trong ngõ hẻm. Lam Tường sắc mặt rất khó nhìn, Lê Vân vẽ mặt phẫn nộ. Hiện tại người đã chết, tử không có đối chứng. Nói như thế nào đều là do các ngươi. Lam Tường mắt tử tử nhìn chầm chầm hứa tỉnh chờ người. Nói cái gì đều là do các ngươi đen trắng đô là các ngươi nói tính. Lam đêm tức giận nói. Không thể nghe bọn họ muốn cấp tiểu phong báo thù. Lam băng cũng theo sát phía sau. Nhất định phải bắt được cái kia nữ nhân thối. Lam sang nguyên bản thuộc nữ mặt lúc này cũng có chút dữ tợn. Nhất định phải giết cái kia nữ nhân thối. Không phải dòng chính Lam ngạn cũng tức giận nói. Không thể bỏ qua nữ nhân kia. Lam tuệ cũng không cam tỏ ra yếu kém. Lam gia nhân mỗi lòng đầy căm phẫn, sắc mặt đỏ lên, tự hồ hận cực kỳ u u. Nữ nhân này nếu không phải là chột dạ, cũng sẽ không một mình ly khai. Lam bá bá, ngươi sẽ không điểm này cũng nhìn không ra đi. Hà Dương hiện tại thực sự rất mệt mỏi ở đây dằn co tròn một ngày, không mệt mới là lạ, hắn cũng không phải người sắc. Nhưng con ta tử, nữ nhân kia hay là muốn phó trách nhiệm, các ngươi nói cái gì cũng không dùng, đem nhân giao ra đây. Lê Vân thật sự là không có kiên nhẫn. Người nữ nhân này thế nào dầu muối bất tiếng A? Hứa tỉnh hỏa đại rất. U U thế nhưng đem đại bản doanh giao cho mình, này đối phương vừa mới đi không bao lâu, liền ra chuyện như vậy, nàng còn không biết thế nào cùng U U bàn giao đâu. Nhìn cách đó không xa bởi vì sống mái với nhau tử thương huynh đệ, hứa tỉnh chính là một đầu óc ngọn lửa thình thịt thiêu đốt. Cũng dám như thế theo chúng ta chủ mẫu nói chuyện, chán sống. Lam đêm liền muốn tiến lên liều mạng. Đại gia thượng. Nho nhỏ này tòa nhà văn phòng còn phản hắn. Lam băng lạnh lùng nói. Đem bọn họ giết sạch. Một đám không biết tốt xấu gì đó. Lam gia nhân cùng kêu lên đạo. Lam gia nhân đại giận, cảnh lại lần nữa không khống chế được. Ngay song phương nhân mã lại lần nữa chống lại thời gian, u u từ trong đám người đi ra, đứng ở hai ban nhân mã trung gian đạo. Các ngươi người muốn tìm chính là ta. Ngươi, rất tốt, bắt lại cho ta." Lê Vân chỉ vào U U liền la lớn. "Dựa vào cái gì?" U U đồng bọn các đương nhiên không muốn. Cảnh lại lần nữa loạn cả lên. Mà những thứ ấy giấu ở trong bóng tối đến đây tương trợ nhân, Bình Yên, Tu Kiệt, Văn Hạo, Đông Phương Tuyết Đô khẩn trương lên. Đến trảo U U nhân, đương nhiên là bất lực trở về. Uu căn bản cũng không có để cho bọn họ đụng tới thân thể, do như quỷ mị bàn chạy với trong đám người, nhìn xung quanh mọi người ngẫn người. Thấy một màn như vậy, Bình Yên chờ người thở vào nhẹ nhõm đồng thời, bốn người làm ra bất đồng cử động, Bình Yên thản nhiên hiện thân, đứng ở Uu u bên tay trái, Đông Phương Tuyết cũng không chần chừ đứng ở Uu bên kia, văn hạo trầm tư khoảnh khắc đứng ở tại chỗ, không có động, tu kiệt do dự khoảnh khắc, vẫn không có trống khởi dũng khí đứng ra. Dù sao hắn cũng không muốn Đông Phương Tuyết là Đông Phương Thế gia thiếu chủ, hắn chỉ là một thứ tử, căn bản không có như vậy sức mạnh, tu kịp không? Ngừng dưới đáy lòng như vậy khuyên giải an ủi chính mình. U U nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt mang theo tiếu ý, cái này kêu là làm hoạn nạn thấy chân tình đi. Sau đó U U rống to một tiếng, được rồi, đều dừng lại. U U bên này nhân mã, rất nghe lời mà Lam Gia Nhân đã ở Lam Tường ám chỉ hạ, dừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện bọn họ căn bản bắt không được người thiếu nữ này, cô bé này nếu như còn muốn chạy lời tùy thời có thể lách người, chính nàng không muốn bị nhân bắt được, như vậy ai cũng không có khả năng bắt được nàng. Thật không hổ là con mình coi trọng nữ nhân, chính là không đồng nhất bàn A, mặc dù thưởng thức u u đích thực lực, nhưng điều này cũng không có thể nhượng hắn vứt bỏ bắt được tâm tư của đối phương cảnh ở u u hét lớn một tiếng dưới yên tĩnh trở lại u u tiến lên một bước thần sắc chăm chú nhìn lam tường đừng nói một chút có không ngươi căn bản giết không được ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì lam tường cũng nói không ra lời lê vân lại là hai mắt đỏ bừng nhìn buồn bã nói ta muốn ngươi đem con ta tỉnh lại ta muốn nghi tử của ta tỉnh lại chỉ cần hắn tỉnh lại nói vậy mà im lặng rơi lệ mà Lam gia nhân nghe nói cũng trầm mặt, xem ra Lam Phong ngủ say chuyện, ở Lam gia căn bản không phải bí mật gì, mà Lam Phong ở Lam gia nhất định là rất được hoan nghênh tồn tại, nhìn những người này biểu tình cũng biết là thật tình quan tâm Lam Phong, này ở một đại gia tộc đến nói là rất khó hiểu rõ, muốn biết gia tộc càng lớn, như vậy cái gọi là thân tình lại càng là lãnh đạm. Mà lúc này đứng ở Lam gia nhân ở giữa nhất vẫn không có lên tiếng cho rằng tuổi tác lớn nhất lão già rốt cuộc lên tiếng để đứa nhỏ này thử một lần đi. Thế là Lam gia nhân thái độ sinh ra 180 độ đại chuyển biến. Sau đó U U mới biết vị lão giả này liền là của Lam Phong thân gia gia, Lam Bách, cũng là Lam gia tối có quyền uy lão nhân. Tiền nhân gia chủ. Lời này thật là nhượng mọi người cả kinh, thế nào chẳng lẽ này Lam gia thiếu chủ vậy mà không có chết. Lam tường nhìn U U thở dài, có chút mềm xuống xu thế đạo. Đúng vậy. Phong Nhi không có chết, bất quá hiện tại thành người thực vật. U U kinh ngạc, sau đó cúi đầu trầm tư khởi đến, mấy giây hậu ngẩng đầu lên nói: "Hảo, ta với ngươi đi, nhưng ta bất có thể bảo đảm thật có thể đưa hắn tỉnh lại, nhưng ta có thể thử thử." U U thật ra là cảm giác mình trong cơ thể những thứ ấy năng lượng có chữa khỏi hiệu quả nói không chừng thật đúng là có thể trị hảo này Lam Phong, nhưng nghe vào mọi người trong tai lại là an ủi lời của đối phương nhưng Lê Vân lại là đem tất cả hy vọng đô đặt ở u u trên người, lao đem nước mắt, tiến lên đây u u tay đạo. Ngươi nhất định có thể, Phong Nhi duy nhất chấp niệm chính là ngươi, ngươi nhất định phải đem hắn tỉnh lại. Sự tình cứ như vậy hí kịch hóa kết thúc, nguyên bản gương tuốt vỏ, nỏ dương dây bầu không khí thoáng cái, biến thành hai nhà thân, mặc dù Lam tường tịnh không cho là u u thật có thể tỉnh lại con trai của mình, nhưng là không đành lòng nghịch thê tử hy vọng. Mà Lam gia nhân tự hồ cũng ngầm thừa nhận này tất cả, xem ra cũng là hy vọng Lam Phong có thể chuyển tốt, đại đội nhân mã lại lần nữa hạo hạo đảng đảng khai hướng Lam gia biệt thự. Nhìn trắng tinh ga giường thượng nằm tỉnh tỉnh ngủ say thiếu niên, u u trong lòng thở dài, thuần khiết cái từ này cứ như vậy đột một xuất hiện ở u u trong đầu, không sai Lam Phong chính là một làm cho người ta cảm giác trừ thuần khiết, không có khác từ có thể hình dung, thuần khiết như thiên sứ. Con ta có phải hay không trường rất khá nhìn A. À? Lê Vân yêu thương nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Lam Phong. U U yên lặng gật gật đầu. Có phải hay không có chút hối hận không có nhận thức này soái ca A. À? Hứa tỉnh ở một bên điều khải đạo. U U nghiêm túc suy nghĩ hạ đạo. Nếu như ta nhận thức hắn, khẳng định ở trước tiên áp đảo hắn. Phốc. Trong phòng nhân toàn phun mà làm đương sự cha mẹ Lê Vân cùng Lam Tường trên trán gân xanh thẳng nhảy, trong lòng đồng thời đang suy nghĩ cô bé này quá đáng sợ, con mình thế nào sẽ thích như vậy bưu hãng nữ sinh đâu. Đồng thời lại có điểm tiếc nuối, xem ra cô bé này cũng không phải là không tiếp thụ được con trai của mình, nếu như không có lỡ, này hai đứa bé hẳn là đã sớm là một đôi đi. Đều do cái kia đáng ghét nữ nhân. Loại nghĩ gì này cũng không chỉ Lam Phong cha mẹ hai người, trong phòng Lam đêm, Lam băng, Lam Sang đẳng Lam gia dòng chính thành viên trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, tự hồ gia tộc của chính mình Lam Phong cùng trước mắt vị này cường hãn thiếu nữ cũng rất xứng, loại ý nghĩ này vừa ra kia càng không thể ngăn chặn tràn lan. Lam Phong gia gia Lam Bách cũng vẻ mặt lờ mờ, đây là hắn duy nhất cháu trai sao có thể không đau lòng đâu. Hà Dương rất bất đắc dĩ, thế nào đến loại này thời gian, loại này bầu không khí hạ, chính mình tiểu nữ hữu cũng có thể cùng u u làm quái đâu. Lam Phong Gia Gia Lam Bách rốt cuộc lên tiếng. Được rồi. Đại gia ly khai nơi này đi. Đem không gian để lại cho vị tiểu cô nương này cùng gia chủ. Ở đây quá nhiều người. Không sai chính là nhiều lắm. Một phòng tất cả đều là nhân. Nhưng không có biện pháp mọi người sợ hãi này. Lam gia chủ là muốn đem u u lừa đến hại của nàng. Nhưng nhìn sự kế thượng Lam Phong. Xem ra là thực sự muốn u u thử thử có hay không có thể tỉnh lại đối phương. Lam Phong trong phòng chỉ để lại ba người, ngay cả Lam Phong gia gia Lam Bách cũng đi ra ngoài, mỗi lần thấy nằm ở trên giường không nhúc nhích cháu trai tim của hắn liền rất khó chịu. Ở Lam Tường cùng Lê Vân hết hồn nhìn chăm chú hạ, liền thấy U U cầm lên nhân gia tiểu nộn tay, chính là một trận trà đạp. Còn nhắm lại mắt đến rất hưởng thụ bình thường. U U cổn. Lão nương là đang xem bệnh có được không, ngươi là thần mã ánh mắt a, lại lời vô ích lão nương bãi công nhàn yếu yếu thoáng qua. Này liền nói chính đề. Lam Tường, Lê Vân khóe mắt co quắp nhìn nhau khởi đến, ánh mắt giao lưu. Lê Vân. Nhi tử có phải hay không bị chiếm tiện nghi? Lam Tường. Hẳn không phải là đi. Lê Vân. Ngươi xác định. Lam Tường đau đầu. Đây là nhi tử mình lựa chọn. Ý là cô bé này là con mình thích muốn chết. Lê Vân viết biểu môi ta vẫn cảm thấy chịu thiệt, này còn là chúng ta ở đây nếu như không ở, còn không biết cô bé này hội làm cái gì. Lam Tường Coi như là làm những thứ gì cũng là nhi tử tự nguyện đi. Lê Vân Ngay hai người này nghĩ một chút có không thời gian. U U chính đi qua thân thể tiếp xúc, tính toán đem trong cơ thể mình kia luồn có thể cảm giác được năng lượng không ngừng hướng phía đối phương thân thể dẫn dắt, liền thiếu chút xíu nữa, có lẽ là thái chuyên chú, lê vân có chút đau lòng nhìn nhi tử tiểu nộn tay lão đầu tử đỏ lam tường tức khắc khắc tuyến thế nhưng hai người còn là không dám quấy rầy u u thẳng đến nửa giờ sau u u đầu đầy mồ hôi buông xuống tay của đối phương nàng vẫn bị thất bại thực lực không đủ năng lượng không nghe lời nàng cũng không có biện pháp lau lau mồ hôi quay đầu đã nhìn thấy hai lão chính vẻ mặt cổ quái nhìn nàng đầu tiên là sửng sốt sau đó nhìn về phía lam phong tay đỏ mặt lên giải thích. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật ra là ở chữa bệnh cho hắn. Lời này nhượng hai lão minh bạch gật đầu, nhưng ánh mắt kia thế nào cũng không tính. U U không nói gì, ngươi đã không tin chút gì đầu A. À. Là thật. Các ngươi có lẽ nghe nói qua cái gì đặc dị công năng đi. Các ngươi nhìn. Vì tăng chính mình có thể tin độ, U U rút ra chủy thủ bên hông liền hướng phía lòng bàn tay mình rất nhanh xẹt qua. Lê Vân còn không kịp kinh hô, liền thần kỳ thấy U U lòng bàn tay kia đạo sâu thấy tới xương vết thương vậy mà ở mắt thường có thể thấy rất nhanh biến mất. Cái này hai người thần tình nghiêm túc. Lê Vân càng run rẩy tiếng lên bắt được U U tay, giống như là cứu mạng rơm rạ như nhau. Ngươi có biện pháp phải không? U U gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không xác định, nhưng ta nghĩ phương pháp của ta hẳn là hội có một chút hiệu quả, thế nhưng vấn đề ngay với không có vấn đề, chỉ cần ngươi nói, tất cả điều kiện ta đô đáp ứng. Lam Tường cũng kích động, suy nghĩ tiền thấy cũng không là giả, chỉ cần có thể nhượng nhi tử lại lần nữa tỉnh lại, hắn cái gì đô nguyện ý trả giá. U U lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, có thể cứu ta liền hội cứu, nhưng bây giờ vấn đề là thực lực của ta không tới nơi A. Lê Vân vẽ mặt hy vọng đến tuyệt vọng. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Có, chỉ cần thực lực của ta tăng lên lam phong liền có thể chữa khỏi u u cao mày nói lam tường hít sâu một hơi thật sâu nhìn buồn bã nói ngươi đã nói như vậy đó chính là có biện pháp đề thăng thực lực của ngươi ngươi nói đi chúng ta hội đem hết toàn lực lê vân vội vàng mở miệng kích động nói đúng vậy ngươi nói mau vô luận là cái gì chỉ cần chúng ta có dù cho không có chúng ta cũng sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn, mặc dù là khuynh gia bại sản cũng không chối từ. U U nghe nói hiểu đồng thời hiểu rõ gật đầu nói. Ta cần năng lượng thạch, đại lượng, hơn nữa muốn cái loại đó thực lực cường đại biến dị loài thú năng lượng thạch, càng cường đại càng tốt. Hảo! Ngươi chờ, ta này liền đi tìm tới cho ngươi. Sau này ngươi liền ở đây đề thăng thực lực, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền cho ngươi vô điều kiện vô hạn lượng cung cấp. Ngươi chỉ cần đợi ở chỗ này đề thăng ngươi cái gọi là đích thực lực là được rồi." Lam Tường ánh mắt kiên định đạo. Nói xong Lam Tường liền quay người đi ra khỏi phòng gian. Mà Lê Vân vẻ mặt yêu thương có chút không yên lòng liếc nhìn nhi tử, lại liếc nhìn U U, cũng cắn răng một cái đi ra ngoài, còn nàng không yên lòng là cái gì, U U bao nhiêu đoán được một điểm, vẻ mặt hắc tuyến không nói gì nhìn ngủ say như trẻ sơ sinh bàn thuần khiết lam phong sau đó uu coi như là chính thức trú đóng ở lam phong trong phòng lam gia mỗi ngày cũng có cuồn cuộn không ngừng đại lượng năng lượng thạch đưa đến uu trên tay đến cung nàng tu luyện có thể nói trong khoảng thời gian này uu đích thực lực giống như là ngồi hỏa tiễn ở đi lên nhảy lên ngắn ba ngày thời gian uu đích thực lực liền lẻn đến 30 mươi bội những không gian đại tiểu đạt tới 200 trăm mễ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 97 97 gần đây hoa đào nhiều Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Điều này làm cho U U rất là cảm khái Đại gia tộc chính là đại gia tộc Chính mình liều mạng liều sống ở bên ngoài săn bắn thu được năng lượng thạch Hai tháng cũng bất quá là đề cao gấp 10 lần Mà lúc này mới ngắn 3 ngày liền chính là đề cao tròn gấp 10 lần Muốn biết gấp 10 lần gấp 10 lần Nhưng cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy Càng lên cao muốn đề cao lại càng khó, mà lúc này UU -U cũng chính thức bắt đầu cho Lam Phong trị liệu, UU -U hiện tại đã không chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng tồn tại, càng có thể vi lượng tiến hành dẫn dắt. Sau đó UU -U một bên tu luyện một bên cho Lam Phong trị liệu, UU -U không ngừng đem thân thể mình nội kia luồng kỳ dị chữa trị lực lượng dựa vào an chính nàng nói kia luồng ý chí lực dẫn dắt hạ, chậm rãi đẩy vào Lam Phong trong cơ thể. Nguyên vốn đã có chút bắp thịt héo rút Lam Phong, hiện tại da đã hiện ra khỏe mạnh trắng nõn mà không phải bệnh trạng tái nhật, mà Lam Phong này biến hóa, những Lam Phong mẹ cùng ba ba, gia gia, đẳng Lam gia mọi người đều mừng rỡ không ngớt. Đối với u u năng lượng thạch cung ứng càng thêm tích cực, dựa theo bọn họ hiểu chính là u đem những năng lượng này thạch nội năng lượng gián tiếp rót vào tới Lam Phong trong cơ thể, năng lượng thạch liền tương đương với Lam Phong cứu mạng dược, trong lúc nhất thời ít bên trong thành trường nghiên cứu cơ cấu ngoại, năng lượng thạch giá càng sao lật thiên, lật không chỉ gấp 10 lần có đôi khi càng có giới vô thị. Trong lúc nhất thời thợ sang cái nghề này biến phi thường hưng thịnh. Tròn một tháng trị liệu, U mỗi ngày trừ dùng năng lượng của mình rửa thân thể của đối phương nội bộ ngoại chính là đề thăng thực lực của chính mình. Lam Phong hiện tại đã không cần sử dụng y học thiết bị, hiện tại nằm ở trên giường trừ không thể tỉnh lại ngoại, liền cùng người bình thường như nhau. Mà lúc này U U đích thực lực đã tăng vọt đến 38 bội, không gian giới chỉ đại tiểu đạt được 280 mễ đại tiểu. Đối với hiện tại Uu đến nói đừng nói là bình thường màu đỏ năng lượng thạch, chính là màu cam năng lượng thạch cũng đã cơ hồ khởi không đến đề thăng Uu thực lực tác dụng, mà bây giờ phát hiện cường đại nhất biến dị loài thú liền là có màu vàng năng lượng thạch biến dị thú, nhưng loại này thú là thiếu đáng thương, chỉ có thể dùng nhưng gặp mà không nhân cầu để hình dung, đây cũng là Uu thực lực đình trệ tối vấn đề mấu chốt chi nhất nguyên nhân mà dựa theo như vậy quy luật suy đoán đi xuống. Màu xám đối ứng 1, 9 bội, màu đỏ 10, 19, màu cam 20, 29, màu vàng 30, 39, lục sắc 40, 49, màu lam 50, 59, màu xanh 60, 69, màu tím 70, 79. Mà 79 bội sau kia cũng không phải là u u có thể nghĩ đến. Cũng chính bởi vì vậy, U U đích thực lực tăng vọt tốc độ từ đấy ngưng lại, U U thở vào nhẹ nhõm, nàng lo lắng cho mình sẽ bị năng lượng chống bạo, đồng thời cũng phát hiện đối với Lam Phong trị liệu cũng rơi vào đình trệ, hiện tại U U trừ mỗi ngày nhất định là chuyển vận một ít năng lượng ngoại, cũng không cần lại liều mạng như vậy. Lam Phong cha mẹ gia gia đẳng Lam gia tộc nhân thất vọng đồng thời cũng đúng U U báo lấy thật lớn hy vọng bọn họ tin nếu như Lam Phong có thể tỉnh lại lần nữa lời này gọi là u u thiếu nữ tuyệt đối đưa đến thêm chốt tác dụng, dù sao y học phương diện cũng không thể nhượng Lam Phong chuyển tốt, mà người thiếu nữ này kỳ dị lực lượng lại có thể nhượng phong nhi chuyển tốt đây chính là rõ ràng nhất bất đồng, hơn nữa Lam Phong trị liệu hiện tại mặc dù chậm chậm lại, thế nhưng đúng là đang không. Ngừng mà nhỏ bé hướng phía hảo phương hướng phát triển. Dùng nhà bọn họ bác sĩ riêng lời đến nói, đó chính là Thiếu gia thân thể mấy ngày hôm trước tráng tượng dương, mấy ngày nay tráng tượng trâu, mấy ngày nữa có thể tráng tượng long, cho nên căn bản không cần lo lắng, này để cho bọn họ có chút thẹn thùng, nhưng là cao hứng, ít nhất Lam Phong hiện tại rất khỏe mạnh, hơn nữa không cần chịu tội lại ở trên người chen vào những thứ ấy bất hoa lệ ống truyền oxy tử. Bởi vậy, đối với hiện tại UU bọn họ thế nhưng bảo bối rất. Tới với nói UU năng lực đặc thù, đấy là đương nhiên là bảo mật. Nếu không nếu như tiết lộ ra ngoài, kia toàn bộ thế giới còn không lật trời ạ, à, còn nói Lam Ba Ba, Lam Mụ Mụ, gia gia kia càng sẽ không nói, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, có người đến ám sát hoặc là bắt Lam Phong nhân hình dược hoàng làm sao bây giờ? Bọn họ chính là vì Lam Phong cũng sẽ đem miệng bế tử chặt, mà còn lại Lam gia nhân cũng chỉ là biết cái đại khái, mà tịnh không rõ ràng lắm u u cụ thể là thế nào cho Lam Phong trị liệu, nói đến kia để lộ bí mật căn bản không có khả năng bởi vì bọn họ căn bản không biết. Mà đương Lam ba ba, Lam mụ mụ, gia gia đẳng Lam gia mọi người nghe thấy U U nói phải đi về nhìn nhìn mỗi ngày cũng sẽ về đúng giờ cho Lam Phong trị liệu lúc, có chút không yên lòng. Ngươi nếu như gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Còn là mang theo bảo tiêu đi. Lê Vân rất lo lắng. Ngài cảm thấy khả năng sao? U U muốn mắt trợn trắng, hiện tại nàng có thể nói là một hàng thật đúng giá nữ siêu nhân rồi đến thời gian thật khó mà nói là ai bảo vệ ai. Lam Phong ba mẹ gia gia đẳng Lam gia mọi người nghe thấy u u lời lập tức cũng thẹn thùng, nói trước mắt mình cô bé này chính là tức khắc nhân hình cự long cũng không phải là quá đáng. Khi quái lực, bởi vì lực lượng đề thăng quá nhanh, u u không có thể nắm giữ hảo, trong khoảng thời gian này Lam gia cái chén, chiếc đũa, bắt các loại gì đó chi trả đặc biệt nhiều ngay cả cẩm thạch sàn nhà cũng sẽ thường xuyên bị không cẩn thận dùng sức quá độ u u dẫm hạ từng cái từng cái vết chân, không biết còn tưởng rằng này Lam gia nhân cũng có ăn xong uống xong liền đập bát thói quen, biết đạo tin tức Lam gia nội bộ nhân viên, đối này toàn thân tràn ngập sắc thái thần bí thiếu nữ, kia là phi thường kính nể, thậm chí là sợ hãi. U u cứ như vậy lại lần nữa về tới của nàng hang ổ. Trong phòng vừa mới nằm xuống u u liền bị tiếng đập cửa thức tỉnh. Tỷ, Tỉ. Tỷ, ngươi ở đâu? Tiểu Vũ ở bên ngoài liều mạng phá cửa. U u một cái liếc mắt. Ở. Sau đó ầm ầm một tiếng môn liền này mở ra. Tiểu Vũ một phi xông liền bò lên giường đem U u lôi dậy. Tỷ, Tỉ. mau tỉnh lại. Bên ngoài Thái Dương đô phơi mông. Đương nhiên đây chẳng qua là một thiền ngoài miệng mà thôi, trời biết đã bao lâu không có nhìn thấy Thái Dương. Tiểu Vũ ngươi đang làm thôi. Uu -u không dám dùng sức nàng sợ bị thương chính mình đệ đệ, không tình nguyện ngồi dậy đạo. "Tỷ, mau đứng lên. Bên ngoài có soái ca tìm ngươi." Tiểu Vũ cười híp mắt nói, "Vì tỷ tỷ có thể đi ra tình thương, tiểu Vũ là dốc hết sức a." -ách. Nếu như Uu -u có tồn tại tình thương lời. "Soái ca?" "Ai a?" À? Uu nhíu mày. Đương thấy mỉm cười ngồi ở trong phòng tiếp khách uống trà văn hảo lúc U, u lật cái bạch nhãn, ha ha. Nhìn thấy ta ngươi thật giống như rất thất vọng a. À? Văn Hạo mỉm cười nói. Không có, chỉ là Tiểu Vũ nói là cái soái ca, không nghĩ đến là ngươi. Chẳng lẽ ta không phải soái ca sao? Văn Hạo có chút buồn bực. Hắc hắc. Hoàng Hảo lạp. Có việc. Tự biết nói sai nói u u vội vàng nói sang chuyện khác. Vì cảm tạ ngươi cứu mạng chi ân vốn có đã sớm nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm ai có thể gọi lão nhân ngài gia lão là như thế bận tổng tìm không được nhân hiện tại có thể thưởng cái mặt sao văn hạo cười híp mắt nói lời này nói u u sửng sốt ngươi hôm nay tới chính là vì thỉnh ta ăn cơm đúng vậy hãnh diện sao văn hạo xác định gật đầu nói Khi đi thôi ngươi nhân đều ở nơi này còn hỏi thưởng bất hãnh diện đây không phải là lời vô ích sao? Ít thành duy nhất xa hoa tử điếm, ven biển khách sạn. U U cùng văn hạo hai người vừa mới tọa hạ, cũng rất cẩu huyết nhìn thấy đồng dạng tới dùng cơm đông phương tuyết cùng an vũ gia, cũng không biết bọn họ là không phải nói hảo, hai người này phía sau vậy mà không cách vài giây, liền xuất hiện tu kiệt cùng hà ưu toàn thân ảnh. U U rất muốn mắt trợn trắng, thực sự là không nói gì thế giới này thật đúng là tiểu A, được muốn hảo hảo ăn bữa cơm sợ là khó khăn. U U Cơ hồ là đồng thời Đông Phương Tuyết cùng Tu Kiệt Đô nhìn thấy U U. U U liệt nhất miệng nhìn về phía cũng có chút không được tự nhiên Văn Hạo. Đổi cái chỗ. Hảo Văn hảo nói ra lời này cũng thở vào nhẹ nhõm. Này đánh lên còn thật không biết nói cái gì cho phải. U U, chờ ta một chút có lời muốn cùng ngươi nói. Tu Kiệt đem Hà Ưu Toàn theo bên cạnh mình búng, hôm nay nếu không phải là lão đầu tử buộc chính mình mang này chính mình tìm tới cửa nữ nhân đi bồi dưỡng cái gì cảm tình, mình là tuyệt đối sẽ không tái kiến nữ nhân này, hiện tại được rồi U U lại hiểu lầm. Vội vàng tiến lên ngăn ở U U đích thân tiền. U U thở dài. Có lời gì, liền ở đây nói đi. Liếc nhìn vẻ mặt mỉm cười văn hạo, kéo U U cánh tay, liền triều vừa đi, thấy cách không sai biệt lắm, mới mở miệng đạo uu -u ta biết mình sai rồi ngươi liền tha thứ ta đi ta ngày đó thật không phải cố ý ta bị hạ dược uu -u chăm chú nhìn tu kiệt đạo ngươi thế nào đã cùng chúng ta không có quan hệ gì thỉnh ngươi nhớ kỹ chúng ta là không thể nào nói xong uu -u liền quay người đi nhân nàng cho là mình đã nói đủ rõ ràng tu kiệt phiền não bắt trảo tóc của mình lớn tiếng nói Ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể tha thứ ta a, à, ngươi không muốn bởi vì cùng ta cá là khí liền cùng nam nhân khác cùng một chỗ a, à, U U. U U bước chân dừng một chút, nhưng thật sự là không biết nên cùng vị này nói cái gì cho phải, Văn Hạo mắt nheo lại, tiến lên hai bước trực tiếp kéo U U tay liền hướng phía bên ngoài đi đến. U U vừa định đem tay rút ra, mà thấy một màn này Đông Phương Tuyết sửng sốt, tu kiệt lại là hỏa, trực tiếp tiến lên ngăn ở Văn Hạo trước người liền trực tiếp ra một đấm lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi tên hỗn đảng này chẳng lẽ không biết vợ bạn không thể lừa sao? Đương đệ nhị quyền liền muốn lên tới thời gian, văn hạo lại là rất nhanh dùng tay chặn, tử tử bắt được cấp đỏ mắt tu kiệt cổ tay, chăm chú nhìn hắn nói. Ta không nợ ngươi. Sau này cách u u xa một chút, ngươi không biết hiện tại đã cho nàng tạo thành khổ não sao? Ngươi. Tu kiệt vương tay trái, hai người có đánh thượng xu thế, U U vội vàng kéo Văn Hạo liền lui về phía sau hai bước. Nhìn Tu Kiệt U U trầm mặt khoảnh khắc nhìn hắn nghiêm túc mở miệng nói: "Chúng ta không thích hợp." Kỳ thực U U tối muốn nói là chính mình đối với nam nhân có sạch phích. Thế nhưng vừa nghĩ ở đây nhiều người như vậy, nói ra có thể sẽ không thích hợp. Lưu lại những lời này, lưu lại một ngốc trụng nam nữ, kéo Văn Hạo liền vội vàng lách người. Một đường Văn Hạo thần sắc đều có chút mông mông. Thẳng đến U U tìm được một khát gia trước tử điếm dừng lại, chuẩn bị đi vào, tế tế ngủ tạng miếu, lại là đột nhiên cười to lên, cười rất khoa trương. U U nhìn đối phương có chút không hiểu ra sao cả. Ngươi làm sao vậy? Phát cái gì thần kinh, trước đây thế nào không phát giác nam nhân này là một điên cùng như vậy người đâu? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 98 U Minh Tên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Văn hạo mắt sáng chói nhìn U U lắc đầu nói Không có gì, đi thôi Chúng ta đi vào, này một náo ta bụng đô đói bụng Thừa dịp U U có chút theo không kịp vị này tư duy hình thức thời gian Thủ hạ khẽ nhúc nhích, ôm đồn ở U U tiểu tay Động tác kia mau rất chuẩn Chờ U U kịp phản ứng thời gian Bọn họ đã ngồi ở tửu điếm trước bàn ăn. Văn Hạo rất lịch sự giúp U U đem ghế ngồi giật lại. Chính mình sau khi ngồi xuống, đem nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn đưa cho U U, ngươi muốn ăn chút gì không? U U đem thực đơn đẩy, lắc đầu nói. Tùy tiện ngươi tới điểm đi. Bữa cơm này Văn Hạo ăn phá lệ thơm ngọt, U U trái lại không sao cả. Cơm nước no nê hậu hai người dọc theo đã giới nghiêm ít thành phố chậm rãi trở về đi. Hôm nay ta rất vui vẻ. Văn Hạo mắt nhìn về phía trước, nói xác thực đối u u nói. Nga. Mặc dù không biết rõ đối phương vui vẻ cái gì. Đứng ở tòa nhà văn phòng hạ Văn Hạo nhìn u u. U u bị nhìn có chút sợ hãi, ngay u u nghĩ hắn có phải là có chuyện gì hay không thời gian, Văn Hạo đột nhiên vươn hai tay, đem u u kéo vào trong lòng, u u vừa định đúng ngay vào mặt chụp hắn thời gian. U u ta thích ngươi, chúng ta thử gặp gỡ đi. Văn Hạo thanh âm ở u u bên tai trầm thấp vang lên. U u nháy nháy mắt, nghĩ mình là không phải gần đây đi đào hoa a. Nga. Đem chính mình từ đối phương trong lòng rút ra xoay người liền đi vào tòa nhà văn phòng. Nhìn u u bóng lưng, Văn Hạo rất xoắn xuýt, này nga là đáp ứng còn là không đáp ứng a. Làm một hắn tự nhận là kiếp này cũng sẽ không làm bất nhã động tác, gãi gãi đầu, nhếch miệng. Hướng về phía u u phương hướng liền la lớn, vậy ta coi ngươi như đáp ứng. U U bước chân nhanh hơn. Văn Hạo ha hả cười, thẳng đến U U thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới đi nhân. Căn cứ trong phòng thí nghiệm, đã không biết bao nhiêu thiên không ra quá phòng thí nghiệm, vẻ mặt mệt mỏi trong mắt tràn ngập tơ máu hà lão, giống như điên cuồng tay cầm một lọ màu lam nhạt nước thuốc, trong miệng tố chất thần kinh cười lớn. Ha ha ha! Lão đầu tử ta thành công rốt cuộc nhượng ta nghiên cứu ra tới, này là nhân loại lịch sử chuyển hoặc A, à, cả nhân loại đô hội vì vậy mà thay đổi. Giang Thái Hoàng Mỹ ha 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 ha. Cũng ngay vào lúc này, một đội thân mặc quân trang vũ khí trang bị tốt đẹp sĩ quan vô cảm đi đến. Thang dịch. Các ngươi muốn làm cái gì? Hà lão rốt cuộc thanh tỉnh lại, như vậy tể thuốc không nên sớm như vậy liền hỏi thế. Toàn thân một giật mình. Thang dịch quân đội kế vượng vĩ hậu tập thứ nhất đoàn quân quân đoàn trưởng. Ha hả, đương nhiên là cho ngài lão đến chúc mừng, chúc mừng hà lão nghiên cứu thành công. Thang dịch vẽ mặt quỷ dị trành hướng về phía hà lão trong tay tể thuốc. Nói tiếng lên một bước, liền theo hà lão trong tay đoạt lấy tể thuốc, như trân bảo bàn đặt ở trước mắt, vẽ mặt mê muội đạo. Hắn thật mê người A. Các ngươi dám thị ta. hỗn đảng đây là ai cho các ngươi quyền lợi. Đem tể thuốc đưa ta. Hà lão hiện tại nếu như vẫn không rõ liền bạch lăn lộn nói liền tiếng lên đoạt xuống, thang dịch cũng không có trở ngại chỉ, chỉ là nhún vai, tỏ vẻ không để ý. Đương nhiên là, cho nên còn thỉnh ngài dời bước ở đây đã không thích hợp ngài nghiên cứu, chúng ta vì ngài chuẩn bị xong tốt hơn phòng nghiên cứu. Thang dịch vẻ mặt bình tĩnh đạo. Hỗn đảng các ngươi này cầm tù. Đây là xâm phạm nhân quyền. Hà lão gầm hét lên. Coi như là đi nhưng ngài không có lựa chọn nào khác. Tiểu thiên đang đợi gia gia của hắn đâu. Đi thôi. Hà lão. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Hà lão vẽ mặt xanh đen. Biến nhất tà nằm trên ghế salon, nhìn trong tay kim thiếp, u u có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Hứa tỉnh trắc nằm trên ghế salon đánh chạy bằng điện, chân kiều ở Hà Dương trong lòng. Hội nghị bàn tròn thiệp mời bái. Cũng không ngẩng đầu lên đạo. Ta biết, bất quá này u minh là cái gì a? À? U u nhìn thiếp mời thượng ký tên rất khó hiểu. Lời này nhượng ở đây tất cả mọi người phun. Mọi người đều rơi vào hồi ức. Một tháng trước, tòa nhà văn phòng hội nghị bàn tròn trung. Hà Dương. U u, của chúng ta đoàn thể có phải hay không nên có một tên a? À? Hứa Tỉnh. Nữ thần Liên Minh. Hà Dương trên trán gân xanh, kia chính mình tính là cái gì? đổi á nam chiến thần hiểu hiểu vào đầu ai a à? ai là chiến thần a à? vi á tử thần phong nhã có thể hay không thái đẫm máu lâm hạo vậy không bằng gọi cứu vất giả úc minh ta không muốn đương cứu vất giả bình thường tử sớm nhất chính là cứu vất giả hơn nữa tên này hảo đất a sẽ bị người cười Uu đang nghiên cứu đồ án. Ôi! Các ngươi mau nhìn đây là U Minh Hoa, Mạng Châu Sa Hoa, còn là màu bạc, vị này trang trí thật có mới, họa đích thật hảo. Hà Dương U Minh Hồi ức hoàn tất, mọi người hát tuyến, U, U há hốc mồm, là mình đạt được tên sao? Hắc hắc. Khi cái gì idea? U U rất nhanh đem thiệp mời chiếc khởi, nói sang chuyện khác. Nhưng không nghĩ đến, Mọi người ánh mắt đô nhìn về nàng. U u vẻ mặt co quắp, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào chính mình đạo. Ta. Mọi người đồng thời gật đầu. Vì sao a, à, ta không đi a. À? U u kêu to phản đối. Phản đối vô hiệu. Thế giới sinh tồn liên minh là ở biến dị bạo phát hậu cấp tốc cuộc khởi một nhân loại tổ chức, vì nhân loại sinh tồn mà tự động tự phát cấu thành, tập hợp toàn thế giới tất cả quốc gia cùng cường đại tổ chức đô tham gia còn U Minh là thế nào trở thành thứ nhất viên, này liền muốn theo Hà Dương nói đến. Hiện tại U Minh không chỉ là một tiểu đoàn thể vũ trang tổ chức, còn là một có chứa thương nghiệp tính chất xã đoàn, mà Hà Dương sở dĩ bị Lam Gia chủ thưởng thức một đại nguyên vì chính là nhà này hỏa chính là một bất chọn bất khấu thương nghiệp kỳ tài. Lúc trước U U các nàng gặp được Hà Dương kia đóng đại lâu, chính là nhà này hỏa thoát cách gia tộc của chính mình hậu dùng 5 năm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dãy hạ sản nghiệp, bởi vậy có thể thấy, Hà Dương ra sao lợi hại. Hơn nữa ở đây còn có này U U này hắc yêu tên tuổi, làm cờ hiệu, những người đó cho dù muốn làm những thứ gì cũng muốn ước lượng ước lượng. Thế là Hà Dương liền tự do phát huy bái. Thật ra là U U lười quản. Tổ chức của mình cường đại bằng hữu của mình hòa thân nhân an toàn cũng có bảo đảm không phải. Kỳ thực U U cũng là đang âm thầm ủng hộ. Đương nhiên cũng có chút không có mắt gia hỏa. Kiu U đành phải lén lý đến trụ sở của bọn họ trưởng máy đi đi dạo một chút, đến lúc này nhị hồi, cũng là thuận. Thật ra là không ai dám cản đường. Không sai, Hà Dương tự do phát huy hạ liền đem U Minh chế tạo trở thành một cái có thể chiến có thể thương tổ chức, không chỉ có thân trải qua trăm trận đánh chiến sĩ, người có thể mướn, đương nhiên giá vậy khó mà nói. Cũng có vật tư cùng năng lượng thạch buôn, những thứ này đều là vô bản buôn bán nghĩ bất phát cũng khó vật tư chủ yếu nguồn gốc là phế tích thành trấn, năng lượng thạch đương nhiên là chém giết tang thi cùng biến dị thú có được, mà u cũng là một quan trọng năng lượng thạch con đường. Nhà đầu này bình thường chỉ là dùng cao giai năng lượng thạch, mà nàng chướng mắt có đôi khi cũng sẽ tiện thể mang điểm về, kia số lượng nhưng liền khả quan. Thành bách hơn một nghìn đó là thường xuyên, mà dựa theo hiện tại giá thị trường. Gấp đôi năng lượng thạch một quả tương đương với một nghìn rmb, gấp hai hai gấp 10 lần chính là một vạn, thượng gấp 10 lần liền muốn phiên phiên một vạn đến trăm vạn không ngừng, 20 bội đến 30 bội giữa, vậy cần dùng ngàn vạn đến tính toán. Mà tối đa hiện tại nhân loại phát hiện cũng chỉ là hơn 30 bội năng lượng thạch, đó là có giới vô thị tồn tại, chỉ có thể dùng thập ức đi lên đến tính toán. Mà dựa theo năng lượng thạch năng lượng một quả gấp 10 lần năng lượng thạch liền có thể chống đỡ một tòa loại nhỏ thành thị một ngày bình thường cung cấp điện lượng mà dựa theo uu sức chiến đấu đến tính toán hiện tại nàng kiếm tiền còn không cùng ngoạn nghi như nhau mà mọi người cũng không lại đem rmb xem như duy nhất lưu thông tiền năng lượng thạch đã dần dần thay thế rmb tồn tại có thể nói nàng chính là một đài tạo tiền cơ khí trên thế giới này còn chưa có nhân loại có thể vượt lên trước của nàng chiến đấu trị ít nhất là ở uu phạm vi nhận thức nội là như vậy mà bây giờ lại là mạc thế thiếu nhất trừ vũ lực chính là những thứ này theo năng lượng thạch bị khai phá cùng lợi dụng địa phương càng ngày càng nhiều này liền tương đương với hòa bình thời đại thang đá cùng dầu mỏ như nhau nổi tiếng theo u minh phát triển trên thế giới tầng dần dần cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu sự tồn tại của hắn thế giới liên minh quân dụng căn cứ một tòa to lớn trụ sở dưới mặt đất chiếm bách mẫu là hiện nay trên thế giới lớn nhất trụ sở dưới mặt đất mà ở này to lớn căn cứ tầng dưới chót nhất một tòa không thua nhân dân đại hội đường hình tròn cầu thang trong đại sảnh, chính tụ tập cơ hồ bao dung toàn thế giới toàn bộ thế lực cơ cấu, hơn một nghìn nhân đại tụ hội, những nguyên bản thuần trắng sắc không gian cũng có vẻ có chút chen chút la hét ầm ĩ. Mà lúc này những người này trong tay không ai cũng có một phần bí mật báo cáo, tốt năm tốt ba nhân nhỏ giọng đối xung quanh quen thuộc nhân thảo luận này trong tay đề tài, hưng phấn giả có chi, phẫn nộ giả có chi dẫn dưng giả có chi, bất đắc dĩ giả có chi, muôn hình muôn vẻ các loại nhân chủng cũng không tẩn tương đồng ở trên mặt xuất hiện một mặt vẻ ngưng trọng, xem ra lần này hội nghị chủ đề cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. nhìn trong tay mình chương trình nghị sự, uu quả thực không dám tin đám người này vậy mà như vậy điên cuồng, lại là muốn phát động toàn cầu đạn hạt nhân, đối với địa cầu tiến hành tẩy trừ, bọn họ điên rồi. uu sắc mặt xanh đen, lam tường là cùng uu U cùng đi. Hai người ngồi cùng một chỗ, nghe thấy U U nhỏ tiếng, bất đắc dĩ nói, "Là thế giới này quá điên cuồng, như vậy chương trình nghị sự sao có thể đi qua?" U U cảm thấy này quá hoang đường, "Lần này ngươi đã đoán sai. Lần này chương trình nghị sự là một nửa nhân cộng đồng đề nghị. Cũng chính là nói trên căn bản là ván đã đóng thuyền." Lam Tường phóng thấp giọng nói, hai người thảo luận ở hội nghị trong đại sảnh cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý như vậy đàm luận ở đây nhiều lắm cùng uu như nhau ý nghĩ nhân cũng không ở số ít vậy còn gọi chúng ta tới làm gì u rất muốn đem bàn sốc. trên cơ bản chính là tương đương với sớm thông tri một chút trong mắt lam tường thoáng qua vẻ châm chọc còn có bao lâu thời gian uu đã bình tĩnh trở lại nàng biết chuyện này là vô lực ngăn trở điểm này ngươi đảo là có thể yên tâm bọn họ cũng lo lắng chuẩn bị không đủ đầy đủ đem địa cầu mặt ngoài vải lên bức xạ hậu ai biết lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đương nhiên muốn cho mình để lại đầy đủ thời gian khắp nơi nửa năm sau mới sẽ động thủ lam tường vẽ mặt thản nhiên nói xem ra đối với hôm nay trận này hội nghị sớm có biết u u thở dài xem ra u minh còn là không có bị những người này để ở trong lòng nếu không tin tức như thế không có khả năng không đề cập tới tiền thông tri một chút. Có lẽ ở những người này trong mắt U Minh chính là một nhà giàu mới nổi, có thể cho ngươi tới tham gia cơ hội sẽ là của ngươi vinh hạnh. Nói đến đây U U tự dễu cười cười. Ngươi đây thật đúng là đã đoán đúng, lúc đó muốn đem các ngươi thêm vào này nghị viên số người trung, không ít người là phản đối, dù sao các ngươi không có thâm hậu nội tình, cũng chính là nửa năm này nội cuộc khởi nếu không phải là ngươi hát yêu tên tuổi để cho bọn họ đau đầu những người này thậm chí sẽ ở các ngươi u minh quật khởi trước liền bóc chết ở nảy sinh lý muốn biết thế giới này vốn có sẽ không đại đối với những tên kia đến nói chia sẻ bánh ngọc nhân lại thật sự là nhiều lắm ví dụ của lam tường rất hình tượng cũng rất chân thực U U phiền não xoa xoa đầu ta biết không biết nửa năm sau thế giới sẽ biến thành thế nào a à, bức xạ a à, bọn họ giải quyết như thế nào chẳng lẽ chúng ta muốn một đời độc trốn ở căn cứ dưới đương con chuột sao? Thật là không dám tưởng tượng cái loại đó cuộc sống. Điểm này bọn họ sớm liền nghĩ đến, đã nghiên cứu ra cải tạo thân thể tể thuốc, hơn nữa sẽ không sản sinh tác dụng phụ. Trọng yếu nhất là loại này tể thuốc có hoàn thiện thân thể gian tác dụng, đại đại tăng cường nhân loại tuổi thọ. Bọn họ nghĩ ở dưới ngủ say 200 năm, đẳng bức xạ tác dụng phụ trên cơ bản sau khi đi qua, lại ra. Lam Tường lời như một đạo sấm sét, nhận u u trái tim băng giá. 200 năm đối với bị tể thuốc cải thiện thân thể đến nói vẫn là có thể tiếp nhận liền tương đương với nhân loại sinh mệnh một phần năm, ra đến hậu bọn họ hội có nhiều thời gian hơn đi thay đổi loại này tể thuốc, mặc dù là nhất định ý nghĩa thượng trường sinh cũng không phải không thể nào, đã như vậy, bọn họ lại cớ sao mà không làm đâu. Lam Tường lời nhượng u u trầm mặt, nàng không phải là không biết theo thực lực của chính mình, thân thể của nàng sinh ra nhất định biến hóa, nói là gen ưu hóa hẳn là càng thêm chính xác một điểm. Hiện tại ngay cả u u mình cũng nói không rõ ràng tuổi thọ của nàng có bao nhiêu dài quá. Sao có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy, loại này tể thuốc là từ đâu lý truyền tới. U u đau đầu đạo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 99 nữ nhân đố kỵ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com này tình huống cụ thể không được rõ lắm bất quá ngươi cũng biết hiện tại thế giới rất loạn chuyện gì cũng có thể phát sinh đặc biệt gần đây năng lượng thạch đại quy mô vận dụng ta nghĩ khẳng định cùng này thoát không được quan hệ lam tường chân mày cũng nhíu lại mà lam tường lời nhượng u u có một loại chẳng lành dự cảm tự hồ nhớ lại một người đúng rồi hà lão loại vật này trước hết nghiên cứu ra tới chính là Hà Lão đi. Hơn nữa gần đây Hà Lão cũng vẫn ở tận sức với phương diện này nghiên cứu, thân thể gian cải tạo cùng năng lượng thạch, biến dị kết hợp. Nghĩ tới đây u u ánh mắt tối ám, tự hồ có đoạn thời gian chưa gặp được Hà Lão cũng không biết hắn gần đây thế nào. Kết quả quả nhiên như Lam gia chủ nói như vậy, theo đoàn người đi ra phòng khách, Lam tường vỗ vỗ bộ dáng có chút cục hứng u u bả vai nói. Hảo hảo chuẩn bị đi cuộc sống còn phải tiếp tục. U U liệt nhếch miệng. U U. Một có chút xa lại giọng nam ở sau người vang lên. Nam Trúc. U U có chút kỳ quái tại sao lại ở chỗ này thấy này thanh niên nhiệt huyết. Ha. Thật là ngươi A A, Lam Bá Phụ, Ngài Hảo. Nam Trúc được rồi một thân sĩ lễ. Nga. Nguyên lai like là Nam Trúc A, ngươi là theo chân phụ thân ngươi cùng đi sao? lam tường mỉm cười nói là ha hả nhà ta lão đầu tử cần phải đem ta kéo lên nói là nhượng ta kiến thức kiến thức cảnh còn chưa nói thượng hai câu nam trúc liền khôi phục ngốc dạng gãy khởi đầu đến hảo khi người trẻ tuổi các ngươi trò chuyện đi lão đầu tử ta liền đi trước nói lam tường đối u u gật gật đầu liền đi ra u u lần trước quên đã nói với ngươi ta là oas người của gia tộc ha hả. Vừa ở cửa đại sảnh thấy ngươi thật đúng là giật mình a, à, này phòng hội nghị thế nhưng đại lão mới có thể tiến. Ngươi thật lợi hại. Nam Trúc vẻ mặt sùng bái dạng, bất quá ở u u xem ra tuyệt đối là trang. Một cái liếc mắt ném quá khứ. Thái giả, ta là bị bức lương sơn, u minh những tên kia, đem ta đá tới, nếu như ngươi nguyện ý, ta nhượng ngươi. Biệt, ngàn vạn biệt, cái loại đó cảnh hội yếu mạng của ta. Nam Trúc nghe nói đem đầu vẫy cùng cái trống bỏi tựa. Được rồi. Điệt đùa dẫn bảo. Lần này chương trình nghị sự ngươi nghe nói sao? U U đột nhiên nói. Có chút nghe thấy. Nói đến chương trình nghị sự Nam Trúc biểu tình cũng nghiêm túc. Hai người đô trầm mặt. Được rồi không nói nơi này. Đúng rồi U U, bình yên tới không? Nam Trúc thở dài, liền đưa cái này trầm nặng để chuyển hướng yên tâm tới, một hồi trên yến hội ngươi là có thể nhìn thấy người. U u vẻ mặt trêu tức, đây mới là chính đề đi. Sau đó như là nghĩ đến cái gì? Bất quá nói ngươi một người Mỹ, lúc đó vì sao lại đi chạy đi học bổ túc tiếng Anh A? À? Nghe nói nam trúc đỏ mặt lên, hồi đáp không được, nhưng u u lại từ đối phương kia ửng đỏ cảm thấy khó xử sắc mặt thượng nhìn ra, tiểu tử này lúc đó nhất định là vì truy nữ hài, thực sự là không nói gì. A ha ha. Khi cái gì? U u a. Nam Trúc ngây ngô cười đạo. Nga. Nhi tử, vị này đẹp mỹ nữ là ai? Ngươi bất vì phụ thân giới thiệu hạ sao? Ngay Nam Trúc lúng túng thời gian, một nói nghẹn trong miệng văn người anh đi tới. Nga. Phụ thân đây là của ta bạn tốt u u, ta sinh tử bằng hữu, lần này là làm u minh đại biểu tiền tới tham gia chương trình nghị sự. Nam Trúc nói đến sinh tử bằng hữu thời gian, rất nghiêm túc, mà phụ thân của hắn nhìn u u ánh mắt cũng thay đổi, mốt khi bị con mình nhận đều là sinh tử chi giao nhân, khi đều là nhi tử thân mật nhất đồng bọn. Mặc dù mình nhi tử có đôi khi xỏa đầu xỏa não, nhưng ở kết giao bằng hữu thượng lại là ngốc nhân có ngốc phúc, mỗi lần đô rất có ánh mắt. Mà còn trẻ như vậy liền có thể đại biểu một tổ chức tới tham gia loại này quốc tế hội nghị, cũng bản thân đã nói lên trước mắt cô bé này không đơn giản. Dĩ hảo, thân ái U U, nhận thức ngươi rất cao hứng, ta hoan nghênh ngươi tới chúng ta Duy Ti gia tộc làm khách. Ha hả? Này là vinh hạnh của ta Duy Ti tiên sinh, cũng hoan nghênh ngài đến chúng ta U Minh làm khách. Ngài nếu là có cái gì trên Internet mặc vấn đề có thể tới tìm ta, việc khác có lẽ giúp không được gì, này làm làm tiểu phá hư, vẫn là có thể. Ha hả? U U hài hước nháy mắt nhưng không nghĩ đến chính là Duy Ti nghe nói như thế xác thực ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Nga thân ái. Nếu như ta nhớ không tệ hắc yêu chính là các ngươi u minh thành viên là thế này phải không? a à, ta nhưng là của hắc yêu đáng tin nhi miếng A, à, ngươi có thể vì ta nói nói hắc yêu quan vinh sự tích sao? Lời này nhượng u u có chút thẹn thùng, vốn chỉ là một câu nói đùa, đến nơi này thật là thành đối phương hưng phấn điểm. Đương nhiên, hắc yêu A. À. Kỳ thực, nhìn cùng bằng hữu mình nói chuyện lửa nóng, đem mình chen qua một bên phụ thân nam trúc rất không nói gì a. À. Văn Hạo cũng theo người của gia tộc tới, hội hậu liền mời U U khi hắn buổi tối yến hội bạn nhảy, U U không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng không có dẫn người, nghĩ tới trong nhà đám kia lười quỷ, liền có co quắp dục vọng, đặc biệt chính mình mời phong nhã lúc, lại bị thật mất mặt cự tuyệt, lý do lại là sẽ không khiêu vũ, này thần kinh vận động quyết thiếu gia hỏa đây chính là nàng lần đầu tiên mời nam sinh ôi thực sự là tuyệt không đáng yêu thật ra là này nha chính mình vấn đề lúc đó nhân gia phong nhã lời còn chưa nói hết chính nàng liền cảm thấy thật mất mặt trời đi mà phong nhã hạ nửa câu lại là bất khiêu vũ lời ta hẳn là không có vấn đề được rồi hai cái này làm cho người ta không nói được lời nào gia hỏa vì thế úc minh cùng hà dương còn chê cười phong nhã rất lâu vừa mới kéo văn hạo cánh tay đi vào phòng khiêu vũ. U u ở đây. Đã nhìn thấy Nam Trúc rất nhiệt tình ở trong góc quơ hai tay của mình, nhìn qua rất kích động, mà bên cạnh hắn đương nhiên là Bình Yên, mà Bình Yên lúc này sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, một thích bị người không nhìn nhân, như thế bị người quan tâm, sao có thể cười ra tiếng. U u cười mang theo văn hạo hướng phía hai người phương hướng đi đến. Mà lúc này bị bọn họ hấp dẫn ánh mắt cũng không chỉ những người này, Đông Phương Tuyết, Tu Kiệt cũng tới. Đường thấy hai người tay dắt tay, nghiễm nhiên một bức tình lữ bộ dáng, Tu Kiệt là sắc mặt xanh đen trực tiếp, để chén rượu xuống đi ra ngoài, đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi Hà Ưu Toàn. Tu Kiệt, ngươi đi đâu, chờ ta một chút a. À. Mà Đông Phương Tuyết có trong nháy mắt thất thần, trong lòng nói bất ra tư vị, có chút không thoải mái. Mà vẫn chú ý hắn an vũ gia, đương nhiên sẽ không sai quá vẻ mặt của hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng mà cách đó không xa đông phương tình cùng đông phương ngọc thì lại là một bức nghiền ngẫm biểu tình nhìn đại ca của bọn họ ngươi nói hắn có phải hay không động tình đông phương tình vẽ mặt hứng thú nhi có lẽ đi đông phương ngọc cầm trong tay uống xong rượu đỏ thay đổi một chén rất thú vị a à, nhị ca ngươi nói hắn sẽ làm phản hay không kháng a à, ha hả đông phương tình hai gò má ửng đỏ Đông Phương Ngọc mày nhăn lại nhìn chính mình muội muội này một cái nói, "Uống ít điểm, trò hay hảo không trình diễn biệt say. Biệt nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." Đông Phương Tình bỗng nhiên để sát vào Đông Phương Ngọc đạo, "Hội đi." Đông Phương Ngọc đem mặt rất khai. "Ha ha, đây chính là ngươi hy vọng đi. Cho nên ngươi hội giúp hắn một phen, đúng không?" Đông Phương Tình cười quyến rũ ngươi uống nhiều lạp. Nói Đông Phương Ngọc đem Đông Phương Tình cái chén trong tay lấy đi. Đông Phương Tình cũng không phản kháng, chỉ là nhún vai, tỏ vẻ chính mình căn bản không có việc gì. Đông Phương Ngọc nhìn thân mật đứng ở u u bên cạnh văn hạo đạo. Nam nhân kia không phải ngươi xem trung sao. Thế nào không động thủ? Đông Phương Tình chân mày một chọn. Loại nam nhân này muốn thả trường tuyến, yên tâm, hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Đông Phương Ngọc nhìn nàng một cái đạo. Loại nam nhân này không đáng tin cậy. Người hắn yêu nhất là chính hắn. Đông Phương Tình khẽ mỉm cười nói: "Hắn cùng ngươi là một loại người ta sao có thể không biết, bất quá ngươi yên tâm, ta muốn cũng không phải hắn tình, văn gia chủ mẫu vị trí này người thật hấp dẫn a, à, ta tin ta so với nữ nhân kia thích hợp hơn hắn, điểm này hắn sớm muộn hội ý thức được." Đông Phương Ngọc mày nhăn lại nhìn mình này lý trí quá mức muội muội đạo: Cẩn thận nhóm lửa tự thiêu. Đông phương tình cười khúc khích đạo. Ta sẽ không hãm đi xuống. Trên thế giới này nam nhân đều không đáng tin. Nhìn ngươi sẽ biết. Ha ha. Một trận huyên náo thanh ở phòng khiêu vũ nội vang lên. Mau nhìn chim đài tiên tử tới. Thật là nàng. Không nghĩ đến nàng thực sự tới. Ta chính là hướng về phía nàng tới. Thật đẹp a à, Đây chính là trong truyền thuyết người tu tiên sao người tu tiên thực sự tồn tại a à? Lời vô ích, ngươi xem một chút chim đài tiên tử sẽ biết. Nhìn một thân màu trắng xa dệt váy liền áo, vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân tản ra mờ mịt khí chất bị người chúng tinh phủng nguyệt bàn vây quanh ở trong sảnh chim đài tiên, u u thật là không nói gì. Muốn nói kia viết người thường khả năng còn có thể bị nữ nhân này mê hoặc, nhưng u u không hiểu chính là này phòng khiêu vũ lý các thiếu nam thiếu nữ đều là thế gia xuất thân đi sao có thể không biết đất này cầu căn bản không có cái gì người tu tiên, nhiều nhất cũng chính là hội họa vài lá bùa đạo thuật mà thôi. Nhưng ngươi nhìn trước mắt như hành hương bàn cảnh tượng, không ai hội hoài nghi bọn họ đám người tuổi trẻ này là ở tác tú đi. Cũng may những thứ ấy nhìn qua tuổi khá lớn điểm cùng u u cùng nhau tham gia hội nghị bàn tròn các lão già, đô rất có phong độ đứng ở đàn xa không phản ứng gì, nếu không u u hội thật buồn bực. Nam Trúc chớp miệng đạo thật có người tu chân sao? U u một cái liếc mắt, bình yên liếc hắn một cái nói. Ngươi là người tu chân sao? Nam Trúc quyết đoán lắc đầu. Ta là tục nhân, ta còn muốn thú lão bà sinh con. Lời này nhượng u u cùng văn hạo dưới lòng bàn chân vừa trượt. Bình yên giơ tay lên vỗ hắn một trưởng đạo. Ngu ngốc, ai hỏi ngươi cái này, ta là nói ngươi có phi kiếm, ngươi là người tu chân sao? U u tiếng lên kéo kéo kích động Bình Yên, này còn là U u lần đầu tiên nhìn thấy Bình Yên khí như thế không khống chế được, xem ra này nam trúc cũng là một nhân tài. Đừng kích động, nam trúc là người anh, đối với tiếng Trung Quốc hiểu có chút sai biệt rất bình thường. Nam trúc mẫu thân là cái thuần túy người Trung Quốc, mà phụ thân là cái thuần túy người anh, cho nên bản thân hắn là một nói con lai, là một xuất khí ánh nắng đại nam hài, có điêu khắc bàn ngũ quan hình dáng, thâm thúy nâu con ngươi là một nói đạo soái ca. Bình yên cũng cảm giác được chính mình hình như quá kích động, thở sâu bình tĩnh trở lại đạo. Chim đài tiên vũ khí là linh lung tay áo, rất thần kỳ, u u ngươi muốn cẩn thận. U u gật đầu. Còn cẩn thận cái gì, bình yên cùng nam trúc đô rất rõ ràng, sự kiện kia hậu hai người liền nhất định không phải là bằng hữu, còn có phải hay không kẻ địch thật đúng là khó mà nói. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 100 không hiểu ra sao cả sinh tử đấu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bị đánh nam trúc lại là cười ngây ngô khởi đến, ở hắn xem ra bình yên đánh chính mình đó là một loại thân thiết biểu hiện, ở Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ gọi là đánh là thân mắng là yêu sao. Hơn nữa mẫu thân cũng đã từng nói, Trung Quốc nữ hài thích nói nói mắc việc là thích, có đôi khi liền hội biểu hiện càng là dững dưng, này gọi là ngượng ngùng. Trời biết vị này trong đầu là thế nào đem bình yên biểu hiện xem như là ngượng ngùng. Nhưng bình yên lại là khó chịu, nhưng của nàng tự chủ rất mạnh, quyết định không nhìn này đồ ngốc. Văn hạo kinh ngạc. Các ngươi nhận thức chim đài tiên. Bình yên cùng u u đô trầm mặt. Nam Trúc lại là gãi đầu đạo. Thời kỳ hòa bình, chúng ta từng ở một trường học lý học bổ túc quá tiếng Anh, bất quá tự hồ có chút hiểu lầm. Nam Trúc nhìn về phía U U, Văn Hạo gật đầu. U U mày nhăn lại, hiển nhiên không thích cái đề tài này. Được rồi không nói nàng, ta nghĩ chúng ta sau này cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện, hôm nay hình như đô không có chuyện gì tốt, tìm một chỗ an tĩnh đi. Ở đây thái rối loạn. U U đề nghị chiếm được đại gia nhất trí đi qua. Đúng lúc này Hà Ưu Toàn đột nhiên chạy đến U U Đích thân tiền bộ mặt tức giận nhìn đối phương quát. Ngươi rốt cuộc cho tu kiệt quán cái gì thuốc mê. Mà thân thể của nàng bên cạnh lại không có tu kiệt thân ảnh, xem ra giữa hai người là náo loạn cái gì không thoải mái, mà U U lại là xui xẻo trở thành nơi trút giận, nghĩ tới đây U U khóe miệng co quắc. Văn hạo mày nhăn lại nhìn Hà Ưu Toàn đạo. Đừng nữa náo loạn. Mọi người kia trêu tức ánh mắt nhượng văn hạo rất không thoải mái, hơn nữa u u hiện tại nhưng là của mình bạn gái như vậy bị nàng bắt nạt muốn là mình thờ ơ lời vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi thế nào ngươi cũng bị nữ nhân này mê hoặc sao hà ưu toàn sắc mặt có chút dữ tợn nàng thật sự là không rõ vì sao mọi người đều phải hướng về nữ nhân này hà ưu toàn lời nhượng văn Hạo sắc mặt càng thêm khó coi một màn này đương nhiên khiến cho không ít người chú ý ngay cả chim đài tiên ánh mắt cũng hướng phía bên này nhìn qua đây đương thấy ba quen thuộc mặt lúc, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên ổn, vẻ mặt dững dưng nhìn về phía U U, nhưng trong mắt căm thù lại là như vậy rõ ràng. Rất hiển nhiên U U cũng phát hiện đối phương kia ánh mắt bất thiện, chỉ bất quá U U rất kỳ quái chính là, đối phương vì sao lại như vậy căm thù chính mình, muốn nói căm thù cũng hẳn là chính mình căm thù đối phương có được không, có đôi khi nhân tư tưởng chính là kỳ quái như thế có lẽ tử đối phương trong mắt mình chính là nàng hoàng mỹ trong đời kia một điểm tì vết đi. Nói nhượng tự mình biết nàng kia không chỉ màu chuyện cũ đâu. Không thoải mái là khẳng định là Trạm ở đại sảnh trong góc an như mạc nguyên bản nhàn nhạt thần sắc, cũng có một tia rất nhỏ biến hóa, là bị u u xuất hiện đại loạn nguyên bản yên ổn tâm hồ. Đông Phương Tuyết có chút lo lắng nhìn u u, một màn này đương nhiên không có tránh được an vũ gia ánh mắt, một hừ lạnh, liền đi nhanh hướng phía u u phương hướng đi đến. Này đó nam nhân đương nhiên là bị nữ nhân này mê hoặc. Ngươi mới biết sao. An vũ gia tuyệt không khách khí khiêu khích nhìn u u. Như vậy đại thanh âm, những miên vốn cả chút ầm ỉ phòng khách thoáng cái đều tĩnh lặng lại. Đông phương tuyết sắc mặt rất khó nhìn, bước nhanh tiến lên muốn ngăn cản. Chỉ bằng nàng này phúc làm cho người ta ngán mặt mày, hừ. Hà ưu toàn vẽ mặt không thèm u u hát tuyến, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nhận nhân miết mềm hồng. Ta cũng không biết đâu. Dù sao không phải giống ngươi như nhau dựa vào thân thể của mình lưu lại nam nhân. U u bưng lên bên cạnh mặt bàn rượu đỏ, vẻ mặt biến nhát lên tiếng. Lời này thoáng cái nhượng mọi người ở đây ồ lên. Ngươi! Hà ưu toàn vẻ mặt đỏ lên, trước ngực kia quy mô không nhỏ hai luồng khí trên dưới rung rung. Nhìn bị tức một tất vuông đại loạn hà ưu toàn, An vũ da mày nhăn lại, có chút kinh này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, nhưng mình hay là muốn giúp nàng, mắt lé liếc mắt nhìn vẫn nhìn bên này chim đài tiên. Nói với U U, vậy còn ngươi? Dựa vào chính mình vũ lực chinh phục nam nhân sao? Ha hả! Nói cười duyên khởi đến, trong mắt không thèm là như vậy rõ ràng. Nguyên bản không lời nào để nói Hà Ưu Toàn nghe nói không chút nghĩ ngợi nói tiếp đạo ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn là tiên tử chim đài tiểu thư sao? Hừ, ta xem cũng bất quá như vậy. Lời này nhượng phòng khách nhân đưa mắt đô nhìn về chim đài tiên, điều này làm cho chim đài tiên trong lòng rất căm tức, xem hát có thể, nhưng chiến hỏa đốt tới trên người của nàng đến sẽ không sản. An như mặt ánh mắt lóe lóe, liền hướng phía bên ngoài đi đến, ở đây tất cả nàng cũng không có hứng thú. Đông Phương Tuyết sắc mặt khó coi kéo An Vũ gia thấp giọng nói: "Đừng làm rộn, rất nhiều người đô nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn cho gia tộc hổ thẹn sao?" Đây là thật lớn một cái mũ a, à, An Vũ gia lại là không quan tâm bộ mặt tức giận đạo. Ngươi cứ như vậy hướng về nàng, ngươi có phải hay không thích nàng? An Vũ gia lời nhượng Đông Phương Tuyết biến sắc, có chút khẩn trương nhìn về phía U U, nhưng nhìn thấy lại là U U vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc không đếm sĩ tộc trưởng ở một bên nhìn mình bất mãn ánh mắt đỉnh gia tộc áp lực giận dữ nói ngươi lại nói lung tung ta liền cùng ngươi giải trừ hôn ước ta nghĩ đông phương thế gia không cần ngươi như vậy bất người phiên dịch lý vị lai chủ mẫu lời này lại là nhượng nguyên bản tính tình cũng rất nóng nảy an vũ gia triệt để phát điên hảo 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 đông phương tuyết đây mới là tối chuyện muốn làm đi nói xong liền nhìn về phía buồn bã nói có bản lĩnh cùng chim đài tiên tử đến thượng một hồi công bằng chiến đấu nếu không liền thu hồi ngươi vẽ mặt không thèm từ nơi này cút ra ngoài lời này không chỉ nhượng Đông Phương Tuyết giận dữ cũng làm cho nguyên bản nhìn ở Đông Phương Tuyết mặt mũi thượng không muốn tính toán u u trong lòng hỏa khởi đến thực sự là cấp mặt không biết xấu hổ điển hình a mà nguyên bản cũng muốn mở miệng ngăn cản văn hạo lại bởi vì nhà mình lão tử một ánh mắt cảnh cáo dừng lại bước chân trong lòng vi thở dài chính mình thủy chung là không thể như vậy tùy ý, chính mình đại biểu chính là văn gia A. Để chén rượu xuống u u vẻ mặt biến nhát nhìn về phía An Vũ Gia. Ngươi tính hàng, ta dựa vào cái gì nghe? Ta tại sao muốn cùng nữ nhân kia không hiểu ra sao cả kiền thượng một giá? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chính là không dám. An Vũ Gia vẻ mặt khẳng định nói. U U hí mắt nhìn về phía đông phương tuyết. Xin lỗi, U U, cho ngươi thêm phiền toái. Đông phương tuyết sắc mặt đã không thể dùng xanh đen để hình dung, trong mắt thành khẩn ấy nấy nhượng u u biết đối phương là thật tình. Không có gì, bất quá lần này chỉ sợ ta cấp không được ngươi mặt mũi. U u lắc đầu nói. Đông phương tuyết nghe nói lại là chẳng biết tại sao trong lòng nhắc tới lo lắng buông xuống, gật gật đầu, triều lui về phía sau đi, đây là nữ nhân giữa chiến tranh, hắn còn là không muốn tham gia hảo mà u u lời không biết vì sao lại là kích thích chim đài tiên. Vẻ mặt lãnh đạm đi lên phía trước nhìn buồn bã nói. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Nhận chúng ta đến một hồi công bằng chiến đấu đi. Người thua, liền muốn vĩnh viễn biến mất ở người thắng trước mặt. Thế nào? Chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân này mặt nàng liền hội nghĩ khởi ở nơi đó tất cả, đây cũng không phải là mình muốn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhượng nữ nhân này triệt để biến mất nếu như vừa an vũ gia cùng hà ưu toàn lời còn không tính cái gì lời như vậy chim đài tiên mời chiến lại là như cấp năm bảo nhượng người ở chỗ này đô kích động chim đài tiên tử muốn cùng cái kia U minh thủ lĩnh chiến đấu thực sự là kích động lòng người a ai có thể thắng lợi đâu còn dùng nói nhất định là chim đài tiên tử lạp nhân sao có thể cùng người tu tiên đấu thực sự là không biết tự lượng sức mình ta nhìn không thấy được Vị này U Minh thủ lĩnh ta nghe nói rất lợi hại, một người là có thể kiền phiên một hơn 30 bội biến dị thú, trận chiến đấu này xem ra sẽ rất đặc sắc. Thật hay giả a, à, đây không phải là nhân hình thú sao? Quá khoa trương đi. Trong góc cổ võ thế gia Cẩn Du cũng nhàn nhạt nhìn trước mắt này thú vị một màn. Ca, ngươi nói hai nữ nhân này thực sự lợi hại như vậy sao? Cẩn Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn thảo luận khí thế ngất trời một màn này cụ thể thế nào ta không biết, bất quá cái kia gọi u u nữ hài đúng là rất lợi hại. Ha hả? Này sẽ là tràng long tranh hổ đấu đi. Cẩn du vẻ mặt hứng thú. U u khóe mắt co quắp, đây cũng không phải là của nàng ước nguyện ban đầu a. bất quá đã nhân gia đô như thế thành ý mời, chính mình hay bởi vì đạn hạt nhân chương trình nghị sự như thế hỏa đại, vậy khó mà nói. Ngươi xác định. U u vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đứng lên, Quen thuộc u u nhân đều biết đây là này nha nghiêm túc, mà thường thường nghiêm túc u u còn là rất nhưng sợ. Chim đại tiên bị lúc này u u khí thế chấn động, có chút ngây người, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, ánh mắt tức giận chi sắc càng sâu, xem ra không giải quyết rụng nữ nhân này, đối phương sẽ thành vì mình cả đời ác mộng. Xác định. Thế nào ngươi sợ? U u nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái giống như là đang nhìn một con kiến. Điều này làm cho chim đài tiên càng giận dữ, ánh mắt phát lạnh đạo. Sinh tử đấu. Lời này vừa ra trong đại sảnh mọi người ồ lên. Bình yên, Nam Trúc, Văn Hạo, Đông Phương Tuyết Đô lo lắng nhìn về phía U U. U U có chút không hiểu, nhìn về bên cạnh mọi người. Nam Trúc gãi đầu của mình hắn là người ngoại quốc, này Trung Quốc truyền thống không hiểu nhiều. Bình yên mày gian nhíu chặt không nói gì xu thế. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Tuyết thấp giọng nói, cái gọi là sinh tử đấu chính là quyết đấu song phương ký giấy sinh tử, chiến đấu trong lúc sinh tử tự có mệnh. Mặc dù là tử đối phương người nhà cũng không thể tìm việc, là một loại phi thường tàn khốc quyết đấu phương thức. Bình thường không có sinh tử thù lớn nhân là không phải làm như vậy. Nói nói đến đây, U U mặc dù là có ngốc cũng hiểu, này muốn nhân cơ hội giết mình a, à, nhưng này ai giết ai còn không nhất định đâu. U U chợt nhíu mày hảo. Dẫn đường đi. Xuất khí xoay người rời đi, tuyệt không kéo dài, tự hồ vừa mới đáp ứng sinh tử đấu nhân không phải nàng bình thường. Điều này làm cho bốn người càng khẩn trương, chặt đi theo u u phía sau. Mà An Vũ Gia cùng Hà Ưu Toàn cũng vẽ mặt âm mưu thực hiện được khoái ý, cùng ở mọi người phía sau đi xem náo nhiệt. Một gian biệt kính toàn hợp kim chiến đấu thất, nơi này là chuyên môn cung nhân chiến đấu sử dụng, mặc dù là nhỏ đạn đạo cũng không thể phá hư này gian mật thất. Ký sinh tử lời bạc, chim đài tiên vẽ mặt không thèm liếc nhìn U U liền đi vào chiến đấu thất, mà U U khóe miệng co quắp đi theo phía sau. Một hồi long tranh hổ đấu sắp trình diễn. An Vũ Gia vẽ mặt đắc ý đứng ở chiến đấu ngoài phòng chống đạn thủy tinh tiền, nhìn đã đứng ở chiến đấu trong phòng hai người, vẽ mặt ghen tu nhìn vẽ mặt lo lắng đông phương tuyết đạo. Thế nào lo lắng, hừ. Một hồi ngươi nên đau lòng đông phương tuyết lạnh lùng nhìn an vũ gia liếc mắt một cái liền không hề nhìn nàng này xa lại liếc mắt một cái nhượng an vũ gia trong lòng đau xót trong lòng đối u u thống hận càng sâu bình yên chân mày nhăn tử chặt nam trúc an ủi đạo đừng lo lắng chúng ta phải tin tưởng u u đích thực lực bình yên gật gật đầu nam trúc vui mừng đồng thời rất là hưng phấn này còn là bình yên lần đầu tiên như thế thuận theo chính mình vị này não tàn đại gia thứ lỗi. Văn Hạo cũng xuyên qua trong suốt chống đạn thủy tinh tử tử nhìn bên trong tất cả, thần sắc không hiểu. Mà lúc này vừa mới nhận được tin tức vội vã đuổi tới tu kiệt chính vẻ mặt ảo não cầm lấy tóc của mình. Bên cạnh Hà Ưu Toàn biểu môi nói. Mặc dù ngươi lại lo lắng cũng không dùng, nữ nhân này chết chắc rồi. Câm miệng, u u không có việc gì hai mắt đỏ bừng như giả thú bàn tu kiệt vẻ mặt giữ tận hướng về phía hà ưu toàn gầm hét lên. Nếu không phải là nữ nhân này u u tại sao lại ở chỗ này tiến hành cái gì không hiểu ra sao cả sinh tử đấu, nếu như u u có một không hay xảy ra, chính mình cũng mặc kệ nàng là của gia tộc nào, nhất định phải nàng cho u u chôn cùng. Vào giờ khắc này, Tu Kiệt rốt cuộc hiểu rõ U U ở trong lòng hắn địa vị đã siêu việt tất cả. Bị Tu Kiệt kia mang theo sát khí ánh mắt hoảng sợ, Hạ ưu toàn bước chân không tự chủ lui về phía sau hai bước không dám lên tiếng nữa nàng sợ chọc giận nam nhân này hắn hội thực sự giết mình mà những thứ ấy nguyên bản ở bên trong đại sảnh bởi vì đạn hạt nhân chương trình nghị sự chuyển phím không ít thế lực khắp nơi đại lão cũng nghe tin đuổi đến đây chính là tràng trò hay a à? một phương là của u minh đầu lĩnh một phương là chim đài thế gia thiên kim đây chính là hai thế lực lớn giữa một lần đụng nhau a à? bọn họ tại sao có thể lỡ đâu mà không thiếu người hiểu chuyện càng đem tình huống nơi này một truyền mười mười 10, truyền một trăm tuyên dương ra, chắc hẳn muốn không được bao lâu những thứ ấy tiền tới tham gia hội nghị đứng ở thế giới này kim tự tháp đỉnh các đại nhân vật đô hội nghe tin đuổi đến đây đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.